Hello, vâng, lại là mình đây, vâng, lại A Phủ đây, rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn. Vâng, có quá nhiều thông tin tuyệt vời về UST. Mặc dù là chúng ta thấy nhà nhà, người người đều đang rất bận rộn với cái Tết cổ truyền, nhưng đối với Ngọc Bình thì sở hữu cổ phần UST và những thông tin về UST thì ngày một tuyệt vời và ngày một nóng hơn. Và chính vì vậy ngày hôm nay thì Ngọc Bình có buổi live stream không thông báo trước để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Và những cái thông tin này vô cùng là tuyệt vời để chúng ta thấy rằng là các dự án thương mại của chúng ta đang có rất là nhiều, đặc biệt là từ các quốc gia của Trung Đông cũng như là các quốc gia gần đây đã bắt đầu để ý đến công nghệ của chúng ta và mong muốn mang công nghệ về để xây dựng trên quê hương đất nước của họ. Vâng, bao nhiêu quý vị và các bạn đang mong muốn đón chờ thông tin ngày hôm nay ạ? Và như thường lệ, nếu quý vị đang có mặt tại live stream thì hãy gửi cho Ngọc Bình những lời chào để Ngọc Bình, A Phủ Bình biết rằng quý vị đang có mặt ở đây. Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Một buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục và có những câu chuyện về UT. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì quý vị đã thấy rồi, có rất là nhiều những thông tin để khiến cho các nhà tài trợ vốn, các nhà đồng sở hữu công nghệ UT cảm thấy vô cùng là háo hức, vô cùng là hồi hộp và có khả năng rất là lớn đúng không ạ? Trong những cái thời gian theo A Phủ nghĩ rằng là chúng ta sẽ còn ngoài sức tưởng tượng, chúng ta có thể chúng ta sẽ kết thúc những cái quá trình gọi vốn để được tài trợ vào cổ phần gốc. Vâng, thì chúng ta biết kế hoạch của tập đoàn Sky thì năm 2025 chúng ta đã nhận được cổ tức rồi. Và chúng ta đã có những thông báo chính thức ở trên trang web của quỹ chúng ta, quỹ Skywalk Community. Và chúng ta cũng đã có những thông tin, và chúng ta đã có những thông tin của ngài Anatoly Zhitkin cũng đã chia sẻ với chúng ta trong bài phát biểu cuối năm 2023. Chắc chắn là năm 2005 chúng ta nhận cổ tức rồi quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã có nhiều những cái thông tin khác nữa, đó là những cái thông tin của các quỹ lớn. Chúng ta thấy đặc biệt là các quỹ của Dubai, các quỹ của gì ạ, của Trung Đông, chúng ta đã thấy là họ mong muốn vào cuộc rồi. Và khi nào đúng không, chúng ta thấy rằng là thường thì các quỹ lớn họ hay vào cuộc vào cái thời điểm mà chúng ta thấy nó rõ ràng. Các quỹ lớn thường vào thời điểm mà mọi thứ nó đã rõ ràng rồi. Còn như chúng ta thì đã đồng hành cùng với Sky là từ những thời điểm còn mọi thứ nó chưa rõ ràng, nó còn nhiều sự tranh cãi, nó còn chưa có được những khu trung tâm thử nghiệm. Nhưng ngày hôm nay mọi thứ đã rõ ràng rồi thì các quỹ họ đã để ý đến. Và như trường hợp đúng không ạ, của chúng ta với UST thì sao ạ? Nếu như các quỹ lớn vào cuộc thì sao ạ? Quý vị có tự mình đặt ra một câu hỏi, nếu như quỹ lớn vào cuộc thì chúng ta có cơ hội để sở hữu cổ phần nữa hay không? Vâng, bao nhiêu quý vị các bạn chúng ta có lo lắng rằng chúng ta lo lắng rằng một ngày đẹp trời, một buổi sáng thức dậy, sau một buổi tối chúng ta ngủ thật ngon giấc và buổi sáng hôm sau chúng ta nhận được thông báo là trên website, đúng không? Thông báo trên website của chúng ta là chúng ta chuẩn bị đóng cửa giai đoạn thứ 15, đó là giai đoạn cuối cùng cho tất cả chúng ta để có thể góp vốn tài trợ và sở hữu cổ phần này. Bao nhiêu quý vị có cảm thấy lo lắng điều đó không ạ? Nếu quý vị cảm thấy lo lắng giống như A Phủ Bình, giống như Ngọc Bình ngày hôm nay thì quý vị có thể comment số 68 được không ạ? Vì A Phủ Bình rất là lo lắng một ngày nào đó đúng không ạ? Có những cái tâm trạng vô cùng là khác nhau. A Phủ Bình có những cái tâm trạng vô cùng khác nhau. Thứ nhất là cũng rất là vui. Đầu tiên là chúng ta rất là vui vì cả chặng đường 15, đó, chúng ta bước sang năm thứ 9 rồi. Nếu như năm 2024 này chúng ta kết thúc thì chúng ta đang bước sang năm thứ 10 và cả một cái chặng đường năm 2024, năm 2014 và năm 2024 là 15, cả một chặng đường dài và chúng ta đã đồng hành cùng. Và chúng ta tin tưởng, tin yêu vào ý tưởng của ngài Anatoly Zhitkin và chúng ta tài trợ vốn. Thì cái niềm vui của chúng ta đã sắp được cái ngày để gặt hái kết quả. Thì đây là niềm vui của rất là nhiều anh chị em, nhiều quý vị nhà đồng sở hữu công nghệ cũng như là các cổ đông. Cứ không chỉ riêng A Phủ Bình, quý vị cũng có thấy vui không ạ? Nhưng tuy nhiên thì A Phủ Bình cũng cảm thấy có một sự gọi là gì ạ? Sự luối tiếc không hề nhẹ. Vâng, chúng ta có thể comment bao nhiêu quý vị, bao nhiêu anh chị em, bao nhiêu các nhà đồng sở hữu công nghệ chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình chưa ạ? Chúng ta đã đạt được số lượng cổ phần của chúng ta mong muốn chưa ạ? Vâng, chúng ta đã đạt được số cổ phần chúng ta mong muốn chưa ạ? Chúng ta có cảm thấy một sự gì ạ? Sự luối tiếc không hề nhẹ không ạ? Đó, rất là nhiều số 68 rồi đúng không ạ?
Quý vị có tiếc không ạ? Quý vị có tiếc khi mà chúng ta chưa kịp đạt được con số. Đối với Ngọc Bình nhé, tất cả quý vị thì khi mà đã tìm hiểu về công nghệ Elisky trên Technology, chúng ta càng tìm hiểu thì chúng ta càng mong muốn có nhiều cổ phần. Và sao ạ? Và rất là nhiều chị em đã có được cái số lượng cổ phần như theo kế hoạch, mục tiêu của mình đặt ra. Nhưng có nhiều quý cô chú chị chưa đạt được mục tiêu. Và họ cũng rất là lo lắng giống như của Bình, đúng không ạ? Họ rất lo lắng một ngày nào đó chúng ta không còn được cơ hội sở hữu cổ phần này nữa. Giống như ngày hôm nay thì Ngọc Bình có lướt Facebook trên một cái tường cá nhân của chị Diệu Như Hiền. Ngọc Bình đọc một cái tớt này thì Ngọc Bình cảm thấy cũng rất là hay, đúng không ạ? Rất là hay và cũng rất là vui. Nhưng tuy nhiên thì nó cũng có một cái câu chuyện, nếu như chúng ta lắng nghe, chúng ta cứ hình dung ra giống như là một câu chuyện của một người mà đang chia tay người yêu. Đó, phải không ạ? Vâng, thì ở đây thì Ngọc Bình sẽ đọc lại một cái Ngọc Bình sẽ đọc lại một cái comment. Đó, comment của chị Diệu Như Hiền thì Ngọc Bình thấy rất là vui. Vâng, chị Diệu Như Hiền là một trong những nhà tài trợ vốn, một trong những cổ đông cực kỳ tâm huyết. Và hôm nay nếu như chúng ta đọc một cái comment như thế này thì nhiều anh chị em cũng nghĩ là gì ạ? Nhiều anh chị em cũng nghĩ là chia tay người yêu, đúng không ạ? Trong một cái tớt của chị Diệu Như Hiền thì có viết như thế này: vậy là chỉ còn vài tháng nữa thôi em với anh sẽ chia tay. Tuy rằng là sự nuối tiếc của chúng ta, đúng không ạ, cũng đã phải đến lúc kết thúc. Và sao em anh trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và em chúc anh thành công viên mãn, mãi yêu anh, tình yêu của em. Đúng không quý vị? Đây là một cái tớt rất vui của chị Diệu Như Hiền. Đó, thì khi mà A Phủ Bình đọc thấy cảm thấy nó rất là hay. Vì sao? Nếu như chúng ta nghe qua giống như là cuộc chia tay giữa hai người yêu, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên đây là tình yêu của các nhà tài trợ vốn, tình yêu của chị Diệu Như Hiền dành cho công nghệ UT. Nên là khi chia tay, khi mà đóng cửa chỉ vài tháng thôi, đúng không ạ? Chỉ có thể vài tháng nữa thôi, thì khép lại cái quá trình gọi vốn thì sao? Thì chúng ta có thấy là gì ạ? Chúng ta có thấy nuối tiếc không ạ? Vâng, đó là cái tâm trạng, một cái khía cạnh thứ hai của A Phủ Bình là rất chi là nuối tiếc khi mà chúng ta đã chuẩn bị, đúng không ạ, đến cái thời điểm cuối cùng. Và cái gì cũng vậy, chúng ta bắt đầu thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thời điểm kết thúc thôi, nó cũng không kéo dài mãi đâu. Và đặc biệt ngày hôm nay thì sao ạ? Với công nghệ Elisky, chúng ta đã đạt được những cái điểm tự cung tự cấp vốn rồi, và chúng ta cũng đã có những lợi nhuận rồi. Đó, nên chính vì vậy cái thời điểm đóng cửa là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu như chúng ta để ý tinh trong một video của quỹ SLC, quỹ Skyward Community, đưa ra một cái video về cái việc là có thể kết thúc giai đoạn 15 như thế nào ấy, và những cái lộ trình của chúng ta trong cái giai đoạn 15 như thế nào ấy, thì quý vị thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể, đúng không ạ, chỉ hoàn thành giai đoạn 15 trong vòng 1 năm. Đấy, trong vòng 1 năm thì chúng ta đã biết rồi, thì tháng 4, đúng không ạ? Nên như theo chúng ta đã hình dung ra là giai đoạn 15 chúng ta đã diễn ra cũng gần 1 năm rồi. Và nếu như trong vòng 1 năm mà chúng ta kết thúc giai đoạn 15 thì có thể là tháng 6 năm nay, đúng không ạ? Tháng 4 hoặc tháng 6 năm nay. Đấy, thì A Phủ Bình cũng rất là mong có thêm cái thời gian để chúng ta gì ạ, gom thêm cái cổ phần cho mình, đúng không ạ? Vâng, thì quá nhiều niềm vui thì Ngọc Bình cũng chưa kịp mà gửi lời chào đến quý vị. Không biết là hôm nay hình ảnh âm thanh thế nào quý vị? Có ok không ạ? Và đương nhiên rồi thì quý vị hãy chọn cho mình một nơi thật là thư thái. Quý vị hãy chọn cho mình một nơi thật là thoải mái để chúng ta cùng nhau trò chuyện trong một buổi tối như thế này. Và Ngọc Bình luôn luôn biết ơn tất cả quý vị các bạn, các nhà đồng sở hữu công nghệ UET, những người luôn luôn yêu mến Ngọc Bình đã có mặt rất là đông vui, rất đông đủ, đúng không ạ? Ở buổi tối ngày hôm nay. Và mặc dù là chúng ta đang chuẩn bị cho một cái Tết cổ truyền đó, rất là bận rộn, nhưng tuy nhiên quý vị đã dành những thời gian giá trị, thời gian gọi là rất là quý giá để làm sao ạ? Vâng, rất là quý giá để chúng ta ngồi lắng nghe thông tin. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta đang có được những cái niềm tin, có được thông tin, thì chúng ta luôn luôn có được những khả năng để chúng ta tự tin vào sự thành công với những khoản tài trợ vốn của chúng ta. Và như A Phủ Bình nói là gì ạ? Chúng ta hãy cố gắng cho một năm nữa thôi, đúng không ạ? Chúng ta cố gắng một năm thôi. Năm nay thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ bớt chi tiêu một chút, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bớt sắm Tết một chút, chúng ta sắm những cái gì thiết yếu, những cái gì cần thiết. Và để làm gì ạ? Để chúng ta có được thêm cái cổ phần. Và những năm sau, năm 2025, đúng không ạ? Thì chúng ta có rất là nhiều những cái Tết no ấm và đủ đầy. Quý vị có đồng ý với A Phủ không ạ?
Vâng, nếu quý vị đồng ý với A Phủ thì chúng ta comment là tôi đồng ý đấy ạ. Và A Phủ mình thấy rằng là gì ạ? Rất là nhiều anh chị em. Vâng, A Phủ xin gửi lời chào đến Nguyễn Lệ Thủy. Vâng, xin chào anh Lưu Văn Khải. Xin chào em Lan Hòa. Em xin chào chị Dương Thị Phong. A Phủ sẽ gửi lời chào tất cả quý vị nhé. Xin chào em Bình May Mắn, đúng không ạ? Có một cái tên cũng giống như A Phủ Bình, nhưng mà có lẽ là rất may mắn và một cái tên rất là hay. Xin chào Kim Loan UST. Xin chào Long Tuyên. Hello Đàm Thủy. Vâng, xin chào Ly Anh Thủy. Vâng, xin chào Nguyễn Hương Việt. Xin chào Nguyễn Hải. Hello Công Quang. Xin chào Kiều Phượng. Xin chào chị Thương Dương. Xin chào Vì Thắng. Rất là nhiều gương mặt thân quen, A Phủ mình thấy rất là tuyệt vời với chúng ta. Xin chào Thu Hiền. Vâng, xin chào Nguyễn Hào. Tuyệt vời quá. Hello chị Su Su. Chị Huyền Su đúng không ạ? Ok, Ngọc Bình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị nhé. Rất là đông vui ở đây đúng không ạ? Và trong quá trình Ngọc Bình chia sẻ, A Phủ mình chia sẻ chưa gửi lời chào đến hết chúng ta thì quý vị cũng hết sức thông cảm vì nhiều thông tin vui quá. Vâng, tuyệt vời đấy ạ. Và ngày nay thì A Phủ muốn chia sẻ với quý vị rằng là gì ạ? Với một cái tựa đề rằng là chúng ta cho nhau, và chúng ta cho nhau cơ hội đấy, còn hơn là cho nhau tiền. Và đây thì Ngọc Bình cũng rất là cảm ơn qua live stream này, mình cảm ơn một người anh, và một người anh ở Đồng Nai, vâng, ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì khi mà anh ấy đón nhận cơ hội với UST thì anh ấy cũng có gửi những cái lời cảm ơn đến A Phủ Bình rằng là gì ạ? Anh rất là cảm ơn, đúng không ạ? Anh rất là cảm ơn A Phủ Bình vì là gì? Anh nói rằng là cho nhau cái cơ hội đấy còn quý hơn là cho nhau tiền. Thế thì bao nhiêu quý vị các bạn chúng ta thấy cái điều này là tuyệt vời đối với tất cả chúng ta khi mà ai đó chia sẻ UST không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời và không ạ? Chúng ta cho nhau cái cơ hội thì còn quý hơn cho nhau tiền. Thì nếu như chúng ta cho nhau tiền thì có thể chúng ta sẽ gì ạ? Chi tiêu sẽ hết số tiền đó. Và chúng ta sẽ không có cái cách nào để tạo ra tiền được để gì ạ? Để gia tăng cái tài sản đúng không ạ? Không có cách nào gì ạ? Không có cách nào gì để chúng ta có thể gì gia tăng cái tài sản cho mình. Thì thay vì đó chúng ta cho nhau tiền thì chúng ta hãy chia sẻ cho nhau những cơ hội, và đặc biệt là những cơ hội để giúp chúng ta sở hữu cổ phần UST. Vâng, rất là cảm ơn chị Lệ Thủy. Đó, chúng ta hãy comment đúng không ạ? Cho nhau cơ hội còn hơn cho nhau tiền. Vì sao? Vì chúng ta hãy thường nghe cái câu chuyện về việc là chúng ta cho con cá hay cho cái cần câu, đúng không ạ? Thì nếu như chúng ta cho con cá thì chắc chắn là khi mà sử dụng thì nó sẽ không còn nữa. Còn chúng ta cho nhau cái cần câu cũng như là gì ạ? Chúng ta dạy cho cách câu cá thì chúng ta sẽ còn mãi và sẽ giúp cho cái sự giàu có nó bền vững, đúng quý vị? Vâng, sự giàu có nó sẽ bền vững hơn rất là nhiều khi mà chúng ta cho nhau cái cơ hội, phải không ạ? Và cái cơ hội ngoài kia thì rất là nhiều. Đấy, cơ hội ngoài kia của chúng ta rất là nhiều, đặc biệt là cơ hội nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp, đấy, một tập đoàn như ngày hôm nay. Nhưng tuy nhiên thì trong cái việc mà chia sẻ thì chúng ta cũng cần phải trao đổi một chút, thì có những cơ hội nó đến với chúng ta, phải không ạ? Chúng ta nói là gì ạ? Cái cơ hội nó đến với chúng ta một cách rất là nhẹ nhàng. Nó không ồn ào, đúng quý vị? Nó đến nhẹ nhàng, nó đến nó rất là khẽ khàng và nó gõ cửa từng nhà một. Và cơ hội là gì ạ? Nó chia đều cho tất cả chúng ta nhé, quý vị nhé. Cơ hội ai cũng có được cái gì ạ? Cái cơ hội nó chia đều cho tất cả chúng ta. Và chúng ta được biết rằng là cái thứ mà công bằng nhất dành cho chúng ta đó là gì ạ? Đó là thời gian, phải không ạ? Thời gian của mỗi chúng ta đều như nhau, mỗi người chỉ có gì ạ? 24 giờ, giàu cũng chỉ 24 giờ, và nghèo cũng chỉ có 24 giờ mà thôi. Nhưng tuy nhiên thì giữa người giàu và người nghèo thì chúng ta thể hiện bằng cách tận dụng thời gian như thế nào. Đó, và đặc biệt là gì ạ? Những người giàu và người nghèo bằng cách họ tận dụng cơ hội như thế nào. Đó, và gì? Và khi mà cơ hội đến, có những anh chị em, có những quý vị thì sẵn sàng đón nhận. Và có những quý vị, có những anh chị em thì chưa sẵn sàng. Đấy, thì rất là tiếc khi mà cơ hội UST ngày hôm nay. Vâng, cơ hội UST ngày hôm nay thì chúng ta đang dần dần khép lại rồi. Và ngày hôm nay rất là may mắn nếu như quý vị và các bạn đang có mặt tại live stream của A Phủ Bình, cũng như là gì ạ? Cũng như là quý vị đã được ai đó tác tên vào live stream này, thì chúng ta hãy gửi lời biết ơn đến họ. Vì biết đâu đấy, đúng không ạ? Biết đâu đấy sau live stream thì quý vị lại nhận ra cho mình một cơ hội lớn thì sao?
Đó, sau live stream chúng ta lại thấy có một cơ hội lớn. Đó là gì ạ? Đó là việc sở hữu cổ phần doanh nghiệp UT ngày hôm nay. Vâng, chính xác là như vậy đúng không ạ? Chúng ta cho nhau cơ hội còn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và chúng ta thường nghe nói gì ạ? Chúng ta nói rằng là cho nhau tiền đúng không ạ? Hay là chúng ta gì ạ? Trúng số cũng không phải là một cái điều là tuyệt vời bằng cái việc là gì ạ? Có một ai đó đúng không ạ? Có một người nào đó, có một người soi sáng, có một người dẫn dắt để giúp chúng ta lên một gì ạ? Nền tảng cao hơn. Đấy là điều tuyệt vời. Và đặc biệt là gì ạ? Với những ai chúng ta hình dung ra. Đấy, chúng ta hình dung ra. Trước kia Phủ Bình cũng vậy thôi ạ. Chưa biết đến đầu tư, chưa biết đến cổ phần doanh nghiệp là gì thì cũng giống như là một cái chai đang bị gì ạ? Cái chai đang bị đóng nút lại. Và chỉ khi nào, đấy chỉ khi nào chúng ta mở được cái nút chai thì lúc đó chúng ta mới đón nhận được những tư duy mới. Chỉ khi nào chúng ta gì ạ? Chúng ta hạ thấp xuống đúng không ạ? Chúng ta gọi là gì ạ? Chúng ta hạ cái tôi của mình xuống. Đó, chỉ khi nào chúng ta hạ cái tôi của mình xuống và gì ạ? Chúng ta thường nghe nói nếu như chúng ta thấy là chúng ta thường là mắc sai lầm. Đấy, thường là mắc sai lầm nhiều, không phải là vì chúng ta không giỏi. Đấy, Ngọc Bình không nói là ngu ngốc thì chúng ta nói là gì ạ? Chúng ta không giỏi. Không phải là chúng ta mắc sai lầm nhiều là vì chúng ta không giỏi. Và thường là chúng ta mắc sai lầm nhiều bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta quá giỏi đúng không ạ? Chúng ta nghĩ chúng ta quá thông minh nên là thường chúng ta hay mắc sai lầm. Vì chỉ khi chúng ta nghĩ mình quá giỏi hay là quá thông minh thì chúng ta không mong muốn đón nhận thêm một thứ gì nữa. Nó giống như là gì ạ? Nó giống như một ly nước đầy đúng không ạ? Nó giống như một ly nước đầy thì chúng ta không thể nào đón nhận thêm được một chút kiến thức nào nữa. Hay là nói tóm lại là gì ạ? Nó giống như là gì? Nó giống như là một cái lắp chai đã đóng rồi thì chúng ta không thể đón nhận thêm. Và cái tôi của chúng ta lớn quá thì chúng ta cũng không thể nào đón nhận được cơ hội này đúng không ạ? Và ngoài kia chúng ta thấy nhiều anh chị em khi mà chia sẻ cơ hội nắm giữ cổ phần UT thì có thể nói là gì ạ? Tôi biết rồi đúng không ạ? Tôi đã biết cái công nghệ này rồi. Tôi đã biết từ những năm 2018. Nhưng mà tuy nhiên quý vị ạ, tuy nhiên thì cái sự biết nó là một chuyện đúng không ạ? Cái việc ra quyết định cho mình nó lại một chuyện khác. Đó. Vâng. Cái chuyện mà chúng ta biết là một chuyện và chúng ta ra quyết định cho mình một chuyện. Như Phủ Bình đã chia sẻ trong các live stream ấy. Có những quý cô chú anh chị đã theo dõi công nghệ UT có thể là 2 năm, đấy, có thể là 3 năm, có thể là thậm chí là gì ạ? 4 năm. Nhưng mãi sẽ là gì ạ? Mãi vẫn sẽ là khán giả vì chưa ra cho mình được một cái năng lực, đó là năng lực quyết định để chúng ta gì ạ? Chúng ta sở hữu cổ phần này hay không. Nhưng tuy nhiên thì đã có hôm qua thì Phủ Bình có lắng nghe một cái Zoom, một cái buổi Zoom chia sẻ rất là tuyệt vời của cộng đồng UST có chia sẻ và có một anh là chủ doanh nghiệp. Quý vị ạ, có một anh là chủ doanh nghiệp. Anh đã là chủ doanh nghiệp và hiện nay đang sinh sống tại Nhật Bản. Mà khi anh ấy mong muốn, là anh gửi cái mong muốn của mình để đón nhận một cái cơ hội mới thì anh lướt Facebook và ngay lập tức anh đã đón nhận được cơ hội với UST và anh đã thực sự nghiêm túc tìm hiểu. Và sau khi tìm hiểu và được các anh chị hiểu lắm rõ về UT chia sẻ thì anh đã ra cho mình quyết định rất là lớn. Mặc dù anh đang là chủ doanh nghiệp cũng là tương đối là mạnh đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên khi họ đã có tư duy, họ mong muốn đón nhận cơ hội thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi lý do đúng không ạ? Tìm mọi cách để ra cho mình được quyết định sở hữu nhiều nhất có thể. Và Ngọc Bình cũng rất là bất ngờ khi mà lắng nghe ngày hôm qua buổi Zoom trong cộng đồng T có chia sẻ rằng là cái mong muốn của anh đặt một cái mục tiêu con số rất lớn quý vị nha, là 1 tỷ cổ phần. Anh đã đặt là 1 tỷ cổ phần thì Ngọc Bình cũng cảm thấy gì ạ? Vô cùng là choáng ngợp. Và thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta lại phải đặt ra câu hỏi là tại sao? Đấy, chúng ta phải đặt ra câu hỏi tại sao mà họ là một chủ doanh nghiệp rồi nhưng họ vẫn mong muốn để tạo ra cho mình những cái dòng tiền thu nhập thụ động, đúng không ạ? Từ việc gì ạ? Từ việc nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp. Đó, thì chúng ta phải đặt ra cho mình câu hỏi tại sao? Họ cũng đã có thu nhập, họ cũng đã có tiền và cũng gọi là giàu đúng không ạ? Nhưng tại sao? Tại sao họ lại gì ạ? Họ lại nắm giữ cổ phần doanh nghiệp? Vì họ mong muốn gì? Tạo ra những dòng thu nhập thụ động. Còn họ là chủ doanh nghiệp thì họ vẫn đang là ở gì? Nếu như quý vị và các bạn đang tìm hiểu, đã biết đến Kim Tứ Đồ thì chúng ta thấy rằng là gì? Chủ doanh nghiệp chỉ là ở cái góc bên phải, cái góc thứ 3 đúng không ạ? Góc thứ 3 của Kim Tứ Đồ.
có nghĩa là gì? Họ phải tự mình, họ tự mình vận hành doanh nghiệp. Họ phải đánh đổi thời gian, họ phải đánh đổi trí tuệ, họ phải đánh đổi rất nhiều tiền bạc, đánh đổi công sức để gì ạ? Để vận hành doanh nghiệp. Đúng quý vị, họ vận hành doanh nghiệp. Và cái sự cạnh tranh chúng ta thấy rồi, thương trường đúng không ạ? Thương trường là gì ạ? Là chiến trường. Nên là để mà vận hành một doanh nghiệp không phải đơn giản đâu ạ. Đó, không phải đơn giản đâu ạ. Rất là khó đúng không ạ? Nên là họ mong muốn là gì ạ? Họ mong muốn họ dịch chuyển, đó, họ sẽ dịch chuyển một phần để sang lĩnh vực là gì ạ? Tài trợ cho một doanh nghiệp mà có triển vọng trong tương lai, và họ sẽ sở hữu được cổ phần, và khi đó gì ạ? Họ sẽ có dòng thu nhập thụ động. Nên là họ cũng không phải vất vả. Và nếu như ngày hôm nay quý vị và các bạn cũng như là A Phổ Bình, chúng ta không có khả năng, đó, chúng ta có thể nói là không đủ khả năng, đủ về gì ạ? Về số vốn của ta nhiều này, không đủ về trí tuệ này, không đủ về gì ạ? Quản trị được những rủi ro, không thể là gì ạ? Quản trị được doanh nghiệp, không thể tự mình mở ra được một doanh nghiệp, thì có cách nào không quý vị? Vâng, nếu như chúng ta không tự mình thì không có cách nào khác là gì ạ? Chúng ta hãy mượn đòn bẩy, đúng không ạ? Của doanh nghiệp. Đó là gì? Chúng ta hãy sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, mang tiền đi cho doanh nghiệp, họ vận hành cho chúng ta. Vâng, cảm ơn chị Huyền Xu. Hãy đặt ra tầm nhìn, đúng không ạ? Cao nhất, rộng nhất cho cuộc đời của mình, đúng không ạ? Vâng, người giàu thì họ càng giàu là như vậy. Họ rất là thích và yêu tiền, mê tiền. A Phổ Bình đấy ạ, rất yêu tiền, mê tiền. Không biết là quý vị có thích tiền không ạ? Chắc chắn rồi. Tiền nó rất là giá trị, nó không xấu đúng không ạ? Tiền nó cực kỳ giá trị. Đó, nó không xấu quý vị nhá. Mượn lực từ người khác, rồi đứng trên vai người khổng lồ. Rồi hay gì ạ? Chúng ta mượn đòn bẩy về thời gian. Đấy đúng không ạ? Về công sức, về trí tuệ của những người giỏi. Để gì ạ? Để chúng ta có được những bước đột phá về tài chính. Đúng không ạ? Và rất là cảm ơn comment rất là giá trị của chị Huyền Xu. Đấy, chị Huyền Xu cũng rất yêu tiền, thích tiền, mê tiền phải không ạ? Thế thì quay trở lại cái câu chuyện thì sao ạ? Quay trở lại câu chuyện là chúng ta có rất là nhiều những cái cơ hội đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Đó, chúng ta từ nhỏ đến lớn thì thực ra là chúng ta đã gì? Đã gặp rất là nhiều cơ hội. Và bao nhiêu quý vị đã có những cơ hội mà nó đã trượt khỏi cái bàn tay của quý vị chưa ạ? Ngọc Bình thì đã có một cơ hội đã trượt khỏi bàn tay rồi đấy ạ. Và khi mà chúng ta nhìn lại thì sao ạ? Khi mà chúng ta nhìn lại thì cơ hội đó nó đã trôi qua mất rồi. Chúng ta không thể nào lấy lại được. Nên là cái thời gian là cái giá trị nhất, thời gian là cái quý giá nhất. Một khi gì ạ? Chúng ta nói là thời gian là một, đúng không ạ? Cơ hội là hai, là hai thứ không thể nào gì ạ? Lấy lại được, phải không ạ? Thời gian và cơ hội là hai thứ chúng ta không thể nào lấy được. Cái tiếp theo là gì ạ? Là sức khỏe nữa, đúng không ạ? Chúng ta có ba thứ trong cuộc đời này, chúng ta không thể nào, một khi nó đã đi qua thì chúng ta không thể nào lấy lại được. Ví dụ như là gì ạ? Thời gian thì chúng ta không thể nào. Chúng ta nói cái câu chuyện gì ạ? Bạn giàu, bạn cũng có 24 giờ, tôi nghèo, tôi cũng có 24 giờ, người khác cũng 24 giờ. Ngày hôm qua nó trôi qua rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cũng không bao giờ lấy lại được. Đấy là thời gian, phải không ạ? Thế còn gì ạ? Sức khỏe của chúng ta quý vị nhé. Vâng, đặc biệt là chúng ta hãy trân trọng cái sức khỏe của mình. Đó, ngày hôm nay tại sao A Phổ Bình luôn luôn, đúng không ạ? Luôn luôn mong muốn tất cả quý vị và các bạn cũng như là A Phổ luôn luôn rèn luyện sức khỏe để chúng ta có một cái sức khỏe tuyệt vời nhất. Chỉ khi nào chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới có gì ạ? Cái đầu óc chúng ta minh mẫn nhất. Và chỉ khi nào đầu óc minh mẫn thì chúng ta sẽ có được những cái gì ạ? Cái sự lựa chọn, có được những sự quyết định đúng đắn nhất, phải không ạ? Nên cái sức khỏe cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết gì ạ? Ngày hôm nay thì nếu như ai đó nói với chúng ta, vâng, nếu như ai đó, vâng, chị Yên Xu cố gắng đúng không ạ? Ngọc Bình không chạm vào sức khỏe của chị, nhưng là chị thấy rằng có đúng không ạ? Cái sức khỏe là cái quan trọng nhất. Nên là gì ạ? Chúng ta không có quyền, nhưng chúng ta hãy cố gắng để gì ạ? Để giữ gìn sức khỏe tốt nhất, phải không ạ? Đó, cái điều tuyệt vời nhất là như vậy. Và chúng ta tại sao trong những ngày đầu năm thì chúng ta thường đầu tiên là chúng ta chúc cho nhau sức khỏe, đúng không ạ? Chúng ta nói là gì ạ? Có sức khỏe là có tất cả, và không có sức khỏe là không có gì, đúng không ạ? Đó, có sức khỏe là có tất cả, và không có sức khỏe là gì ạ? Là không có gì, đúng quý vị? Có rất nhiều người ngoài kia nói rằng là tôi ổn rồi. Đó, A Phổ Bình thấy là hôm nay gặp một người bạn, ngày mai thì gặp một người bạn, hay là gì ạ? Chúng ta thường là đi họp lớp với nhau, đúng không ạ? Chúng ta gặp những người bạn nhau và thế thì cuộc sống của bạn dạo này thế nào? Cuộc sống của tôi vẫn vậy. Vẫn vậy là như thế nào, đúng không ạ? Hay là cuộc sống của tôi ạ? Tôi ổn rồi. Đấy, tôi ổn rồi.
Đấy, thế thì như thế nào là ổn đúng không ạ? Thì chúng ta hiện nay chúng ta đang có một công việc mà chúng ta tự cảm nhận được gì ạ? Chúng ta đang ổn. Đang ổn là như thế nào? Chúng ta đang ổn có nghĩa là chúng ta chưa gặp phải những biến cố, những sóng gió trong cuộc đời đúng không quý vị? Chỉ khi nào chúng ta cảm thấy không ổn ạ? Chỉ khi nào chúng ta gặp phải những cái biến cố, những cái sự cố không mong muốn trong cuộc đời, ví dụ như là sức khỏe của chúng ta hay là trong gia đình của chúng ta có những người thân yêu của chúng ta đúng không ạ? Mong muốn à, những người thân yêu của chúng ta luôn luôn chúng ta mong muốn khỏe mạnh, nhưng cuộc sống đúng không ạ? Cuộc sống thì nó sẽ có diễn ra rất nhiều điều. Nếu như chúng ta có những người thân yêu chúng ta mà bị ốm, bị đau mà cần phải gì? Phải chữa bệnh rất là nhiều thì chúng ta không có tiền để giúp đỡ thì liệu có ổn không ạ? Hay là bản thân chúng ta vậy ạ? Chúng ta không có tiền thì chúng ta có ổn không ạ? Không ổn đúng không ạ? Đó, thế thì chỉ khi nào chúng ta gặp được gì ạ? Gặp cái biến cố trong cuộc đời, thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là gì ạ? Chúng ta xảy ra được một cái biến cố làm cho chúng ta gì ạ? Có thể là mất tiền, đó. Thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta phải thay đổi. Còn khi nào chúng ta thấy ổn thì chắc chắn Ngọc Bình tin chắc rằng là gì ạ? Chúng ta chưa mong muốn để đi tìm kiếm những cơ hội mới đâu ạ. Và chúng ta thường nói là gì ạ? Tôi ổn rồi. Đấy, và gì? Chúng ta luôn luôn quanh quẩn với cái vòng tròn như vậy, nó lặp đi lặp lại này gì ạ? Sáng cắp cặp đi làm, chiều đi về đúng không ạ? Một tuần diễn ra như vậy, một tháng diễn ra như vậy, chúng ta lĩnh những đồng tiền như vậy, thực sự nó cũng rất là giá trị đó ạ, nó rất là giá trị. Nhưng tuy nhiên cái cách đó thì nó sẽ gì ạ? nó hao mòn cái sức khỏe chúng ta. Đấy, chúng ta không có thời gian cho gia đình, chúng ta không có thời gian chăm sóc sức khỏe, chúng ta quay vào trong cái guồng cuộc sống như vậy đúng không ạ? Hàng tháng lĩnh lương rồi tiền hóa đơn, điện nước, tiền nhà, tiền gì ạ, tiền con ăn học, tiền ABC, các loại tiền đúng không ạ? Thế thì chúng ta có ổn đúng không ạ? Vâng, chúng ta có ổn. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta đang cận kề với những cái Tết rồi đó, rất là nhiều chúng ta rất là lo lắng đúng không ạ? Mặc dù là rất là vui, đối với phổ bình thì cái Tết rất là vui, chúng ta gì ạ, vui Tết, tiết kiệm đúng không ạ, chi tiêu. Nhưng tuy nhiên là cái Tết thì chúng ta theo cái hình dung của chúng ta rất là lâu rồi thì chúng ta phải mong muốn có một cái Tết cũng lại tươm tươm đúng không ạ? Thì chúng ta lo nhất điều gì quý vị? Chúng ta lo nhất điều gì ạ? Nên là ngày xưa thì A Phủ Bình có, không biết là quý vị có giống A Phủ Bình không, thì hồi nhỏ thì rất là mong Tết đúng không ạ? Rất là mong Tết. Bảo là tại sao mà mình hồi nhỏ mình mong Tết như vậy? Vì sao ạ? Vì háo hức Tết đến thì trẻ con thì gì ạ? Trẻ con được khoe áo mới đúng không ạ? Rồi được nhận gì ạ? Lì xì, nhận mừng tuổi đấy ạ. Đó, nên là hồi nhỏ rất là thích Tết là như vậy đấy ạ quý vị. Được gì ạ? Ngày xưa như thế hệ của Ngọc Bình là 8X. Đó, 8X. Thì sao ạ? Thì rất là mong Tết. Mong Tết đến thì có gì ạ? Có những món ăn ngon. Nào là có bánh chưng. Thì Tết mới được có bánh chưng đấy ạ. À, chắc chắn là thế hệ 7X, 8X thì quý vị cũng đang rất là thấm rồi đúng không ạ? 6X cũng vậy, rất là thấm rồi. Để đến Tết mới được có những bữa cỗ ngon, có bánh chưng, có thịt đúng không ạ? Rồi được mổ lợn, được đụng lợn đúng không ạ? Đó, quý vị có đồng ý không ạ? Thì rất là mong đến Tết có áo mới. Đó, phải không ạ? Vâng, hello em Trần Julia, Vân Anh đúng không ạ? Vâng, Trần Julia là Vân Anh. Bạn Vân Anh thì hiện nay cũng đang sinh sống tại Đức và cũng đã sở hữu cho mình cổ phần rồi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhờ gọi vốn cộng đồng nên là chúng ta có rất là nhiều anh chị em nắm bắt được cơ hội, đặc biệt là các anh chị em Việt Nam mình đang sinh sống ở nước ngoài, ở Đức, ở gì ạ? Ở Séc hay rất là nhiều quốc gia khác cũng biết đến cơ hội này. Ok, còn là hello anh William Huy Hoàng. Có 100 triệu cổ phần UT là có tất cả 100 triệu thì khủng quá đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Ngọc Bình có đọc được một cái tớt hay là một cái bài đăng của một chị đúng không ạ? Ngọc Bình xin phép cũng không nêu tên, nhưng mà Ngọc Bình thấy cũng rất là hay. Biết đâu là có cơ sở, nếu như gì ạ? 0,1 đúng không ạ? 0,1 đô. Đấy, cho cổ tức thì sao? 0,1 đô cho cổ tức thì sao đúng không ạ? Nếu như 0,1 đô thì là chúng ta thấy là chúng ta cứ tính như là 24 đi. Thì 0,1 đô là gì ạ? 2.400 Việt Nam đồng. Đó, nếu như chia 0,1 thì đúng. Anh Hồ Cường tác tên ngay đúng không? Vâng, cảm ơn anh Hồ Cường. Cảm ơn em Vân Anh, Trần Julia. Vâng, nếu như gì ạ? Chúng ta thấy cái câu chuyện thì Ngọc Bình chia sẻ lại một chút cái câu chuyện là ngày hôm nay Ngọc Bình đọc trên cái tớt ở Facebook rất là hay. Là gì? Nếu như chia 0,1 đô thì tuyệt vời quá. Đấy, Ngọc Bình thấy nghĩ ngoài sức tưởng tượng đúng không ạ? 0,01 thôi đã là tuyệt vời rồi. 0,01 là gì ạ? Là 240 đồng đã là tuyệt vời lắm rồi.
Đúng ạ, 240 đồng thôi là tuyệt vời. Nhưng Ngọc Bình đọc được cái này thì chị này thì đăng cái bài thì chắc chắn là có những cái thông tin cực kỳ là gọi là đáng tin cậy nha quý vị nhé. Nhưng Ngọc Bình rất là kỳ vọng nếu như chia 0.1 đô, có nghĩa là gì ạ, 2.400 Việt Nam đồng, thì nếu như quý vị ngày hôm nay sở hữu 1 triệu cổ phần của UT thì 1 năm chúng ta có gì ạ, 2.4 tỷ. Đó, chúng ta thấy không ạ, 2.4 tỷ tuyệt vời đúng không ạ, 2.4 tỷ 1 năm thì quá tuyệt vời. Vâng, đấy, 240 thì quá ok rồi, còn 0.1 là gì ạ, 0.1 đô, 1 đô là Ngọc Bình tính là 24.000 đúng không ạ, 0.1 tức là 10% của 24.000 là gì ạ, 2.400 đúng không ạ. Đấy, 2.400 thì quá tuyệt vời. Nếu như sở hữu 1 triệu cổ phần chúng ta có 2.4 tỷ 1 năm thì quý vị thấy tuyệt vời không ạ. Và chúng ta nói là gì, như A Phủ Bình nói rằng là đây là sự khó chịu ngọt ngào đúng không ạ. Chúng ta không mong muốn nó vẫn về, đúng không ạ, nó không mong muốn nó vẫn chảy về túi chúng ta. Đó là dòng thu nhập thụ động. Và Ngọc Bình ví von nó gì ạ, sự khó chịu ngọt ngào. Đúng quý vị, quý vị còn nhớ không ạ, sự khó chịu ngọt ngào là gì ạ, là nó cứ tinh ạ, tài khoản nó cứ 1 năm nó lổ về cho chúng ta đấy. Hay là có một cái bạn là Ngọc Bình cũng thấy là một cái ví von rất là vui. Đó là gì ạ? Đó là bạn Hiền Nguyễn đúng không ạ? Đấy, bạn Hiền Nguyễn thì nói rằng là gì? Bắt phải nhận. Đấy, không nhận thì bắt phải nhận. Vì gì ạ? Cổ tức là như vậy. Cổ tức là gì ạ? Cái phần lợi nhuận nhé quý vị. Phần lợi nhuận của doanh nghiệp là lợi nhuận đây là sau thuế. Đấy, chia cho các cổ đông. Gọi là cổ tức đúng không ạ? Và với UT chúng ta là gì? Với UT chúng ta đã được trích ra từ 20% lợi nhuận sau thuế để chia cho các nhà đồng sở hữu công nghệ, chia cho các cổ đông. Nên gì ạ? Không nhận chúng ta vẫn phải nhận, nhưng với điều kiện là chúng ta không bán cái cổ phần đó đi. Đúng không ạ? Chúng ta không bán cổ phần đi thì chúng ta sẽ nhận cổ tức sau này và mãi mãi, và thừa kế cái tài sản lớn này cho thế hệ mai sau, cho đời con đời cháu chúng ta. Đúng không ạ? Cho đời con đời cháu của chúng ta nha quý vị nhá. Nên là gì ạ? Nên là chúng ta có thể giữ nó, chúng ta nhận cổ tức hàng năm, chúng ta sẽ không bán đi. Khi mà nó lên cao, nó IPO thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến cái phương án là bán đi một chút thôi. Nhưng quý vị hãy cố gắng giữ thật lâu, vì UET của chúng ta đang gì ạ? Đang định hình một ngành giao thông mới. Đấy, giao thông thân thiện môi trường, và chúng ta đang là những người đặt viên gạch đầu tiên. Vâng, đúng không ạ? 500.000 cổ phần 1,2 tỷ đó hả? Không ạ, 500.000 cổ phần là gì ạ? À đúng rồi, chính xác, nếu mà chia 2.400 là như vậy, chính xác như vậy Trần Viên nhé. Nếu như chia 2.400 là chắc chắn là như vậy, một con số khủng đúng không ạ? Một năm nhá. Thế doanh nghiệp sau này càng phát triển thì sao? Càng phát triển thì họ sẽ chia theo quý và không quá 4 lần trên một năm. Thế thì chúng ta nói rằng là gì ạ? Chúng ta hãy giữ nó, và hiện nay với UET của chúng ta đang định hình một ngành giao thông, đang định hình lại một ngành giao thông trên toàn cầu, và là giao thông thông minh, giao thông cấp 2, giao thông thế hệ mới từ trước nay chưa bao giờ có, đúng không ạ? Vâng, từ trước đến nay chưa bao giờ có một loại hình giao thông vận tải như giao thông bằng công nghệ UT, giao thông cấp độ 2 ở trên thế giới này. Nên là chúng ta được các chuyên gia đánh giá sẽ chiếm lĩnh 50% thị phần của giao thông trên toàn cầu. Và gì ạ? Chúng ta đang là những nhà đồng sở hữu công nghệ, chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên. Đó, chúng ta đang đặt viên gạch đầu tiên cho sự hình thành công nghệ này. Đúng không ạ? Nên là gì? Chúng ta hãy cố gắng cho mình được cái cơ hội để sở hữu cổ phần nhiều nhất có thể. Phải không ạ? Tuy nhiên là chúng ta phải theo cái khả năng của chúng ta. Đấy, Ngọc Bình luôn nói rằng đây là một cơ hội tốt, đây là một cơ hội tuyệt vời, nhưng gì ạ? Chúng ta hãy tài trợ vốn theo khả năng của chúng ta và luôn luôn tuân thủ nguyên tắc gì ạ? Đầu tư. Đúng không ạ? Đó là gì? Có kiến thức, chúng ta lắng nghe thông tin, tự mình ra được quyết định. Khi nào tự mình ra được quyết định thì cái niềm tin của chúng ta mới lớn, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Kiến thức, kinh nghiệm, đúng không ạ? Chúng ta hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đã và đang đồng hành với UT từ rất là nhiều năm, họ sẽ có kinh nghiệm. Và gì ạ? Chúng ta nói rằng là gì? Hãy tìm đến cho mình một chuyên gia, đúng không ạ? Trong cái cuốn sách Cha giàu cha nghèo đã dạy rồi. Là gì ạ? Con hãy tìm cho mình một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Và chúng ta mong muốn về cổ phần UT thì chúng ta phải tìm cho mình một chuyên gia hiểu về UT, nắm bắt về UT, chúng ta hỏi cho đúng cho chúng thì chúng ta sẽ có cơ hội. Đúng quý vị? Còn khoản tiền dư thì ạ, chúng ta hãy trích 10% thu nhập của chúng ta thôi. 10% thu nhập của chúng ta thôi, hãy tiết kiệm, tiêu sản đi để chúng ta sở hữu cổ phần. Đấy, chúng ta kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư quý vị nhá. Chúng ta đừng có gì ạ? Chúng ta biết đây là một cơ hội nhưng hãy tuân thủ nguyên tắc đầu tư. Đúng không ạ? Thì luôn luôn như vậy chúng ta sẽ an yên, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng với cái khoản tài trợ vốn của mình. Giống như A Phủ Bình vậy thôi ạ, tiết kiệm,
chi tiêu những cái gì cần thiết, sẽ tiết kiệm những cái tiêu sản để gom cổ phần cho mình. Đó, đây là cái cách để chúng ta có thể gì ạ, gia tăng cái cổ phần, quý vị nhá. Nên là chúng ta hãy tuân thủ. Và thì quay trở lại câu chuyện thì ngày hôm nay có rất là nhiều cái thông tin. Đó, nhiều thông tin lắm quý vị. Chút nữa Ngọc Bình sẽ chia sẻ một thông tin vô cùng tuyệt vời về thông tin gì ạ, chúng ta có triển vọng. Đó, triển vọng rất là lớn nha quý vị nhá. Về đặc biệt là gì ạ? Các quỹ lớn đấy. Vâng. Bao nhiêu quý vị mong muốn điều này ạ? Bao nhiêu quý vị mong muốn thì quý vị đừng rời xa livestream. Và đặc biệt là gì ạ? Những cái gì hay. Phủ Bình hay là chơi xấu như vậy đấy. Đúng không ạ? Hay chơi xấu lắm. Những cái gì hay để cuối cả. Để xem là gì ạ? Để xem quý vị có yêu mến A Phủ không? Để xem quý vị có đồng hành cùng A Phủ từ đầu đến cuối không? Hay là vào ngó tí. Xong là thôi, cái anh này anh cũng đẹp trai đấy. Anh này cũng nói hay đấy. Thôi nhưng mà ngó tí ra. Đúng không ạ? Nhà Phủ Bình không mong muốn điều đó. Và mong muốn chúng ta đã có mặt ở livestream này, chúng ta hãy đồng hành với nhau, chúng ta hãy lắng nghe, thì biết đâu đó chúng ta sẽ có cơ hội nha. Đúng không ạ? Vâng, bao nhiêu quý vị mong muốn cuối livestream của mình sẽ bật mí thông tin tuyệt vời. Và để từ đó chúng ta sẽ có gì ạ? Có cho mình được rất là nhiều những cái quyết định đấy ạ. Và thông tin là gì ạ? Thông tin là tiền. Thông tin là gì ạ? Thông tin là kim cương, phải không ạ? Ai có nhiều thông tin người đó giàu. Đó. Vâng, cảm ơn chị Trần Tám. Rất là tuyệt vời. Chị Trần Tám thì cũng ra cho mình quyết định rất là lớn đấy ạ. Còn mình được biết là chị cũng đã và đang, đúng không ạ? Không biết là bây giờ chị đã thôi ở bên lĩnh vực bảo hiểm chưa, nhưng mà mình biết là chị Tám cũng đã và đang trong cái lĩnh vực bảo hiểm rồi, rất thành công trong lĩnh vực bảo hiểm. Nhưng tuy nhiên biết đến UT qua một người em ở hàng xóm, đúng không ạ? Và đã gì ạ, rất là tâm đắc, rất là tâm huyết đấy, ra cho mình quyết định cực kỳ là lớn, đúng không ạ? Xin chúc mừng chị Trần Tám nhé. Hello Hoàng Sao. Vâng, Hoàng Sao, Nguyễn Sao, 2 sao. Đúng không ạ? 2 sao, có thêm 3 sao nữa thành 5 sao. xem có sao nào ạ? Hoàng Sao, Nguyễn Sao, 2 nhà tài trợ vốn cực kỳ tâm huyết. Đó, Hoàng Sao là ở Lạng Sơn, đúng không ạ? Rồi Nguyễn Sao thì là ở Vĩnh Phúc. Không biết là Hoàng Sao đúng Lạng Sơn nhỉ? Ngọc Bình nhớ không nhầm là ở Lạng Sơn. Còn Nguyễn Sao là ở 88, Vĩnh Phúc, 2 sao. Có thêm 3 sao nữa thành 5 sao. Ok đúng không ạ? Vâng, thì đấy cái câu chuyện là chúng ta ngày hôm nay thì sao ạ? Ngày hôm nay thì nếu như chúng ta thấy một cái Tết, đúng không ạ, đang đến rất là gần rồi. Giống như là ngày xưa A Phủ Bình rất là mong cái Tết hồi nhỏ đấy. Chúng ta đấy là có bánh chưng, có thịt, rồi là gì ạ, có áo mới. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lớn rồi đấy, chúng ta là lớn rồi, chúng ta có gia đình thì chúng ta lại lo toan nhiều hơn, đúng không ạ? Và chỉ khi nào đấy, chúng ta có vợ, có chồng, có con đấy, chúng ta lo toan cho gia đình riêng của chúng ta, thì chúng ta lại thấy gì ạ, chúng ta lại thấy ngày xưa cha mẹ ta khổ, đúng không ạ? Chúng ta lại cảm nhận được gì ạ, cảm nhận sự vất vả của cha mẹ chúng ta, đúng không ạ? Đó, quý vị có đồng ý với A Phủ Bình ạ? Chỉ khi nào chúng ta gì ạ, nuôi con đấy, các cụ nói câu là gì ạ, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, phải không ạ? Và khi nào chúng ta có gia đình riêng, khi nào chúng ta lo toan cho cuộc sống của con cái chúng ta đủ đầy, cho gia đình nhỏ của chúng ta, thì chúng ta lại nghĩ đến cha mẹ chúng ta ngày xưa rất là vất vả, đúng không ạ? Nuôi chúng ta đấy, rồi là gì, ăn học, rồi lo cho chúng ta như vậy, thì chúng ta thấy nhỉ, thì chúng ta có mong muốn chúng ta thành công không ạ? Vâng, chúng ta mong muốn không ạ? Càng Tết, đúng không ạ? Càng Tết thì chúng ta càng mong muốn chúng ta gì ạ, thành công. Thành công để làm gì ạ? Để chúng ta có thể báo hiếu cho cha mẹ chúng ta, đúng không ạ? Vâng, chúng ta không thể báo hiếu cha mẹ chúng ta bằng lời nói được đâu ạ. Vâng, lời nói rất tuyệt vời, tình cảm rất tuyệt vời rồi. Chúng ta nói gì ạ? Con yêu thương cha mẹ, nhưng khi cha mẹ chúng ta ốm đau thì chúng ta có tiền không ạ? Chúng ta cho cha mẹ chúng ta được chăm sóc sức khỏe tại những cái cơ sở tốt nhất không ạ? Hay là gì ạ? Chúng ta thương cha mẹ bằng miệng, bằng mép, bằng môi. Cái điều này thì nó không giải quyết được gì, đúng không quý vị? À, Phủ Bình thì nghĩ đơn giản là như vậy, nên là gì? Nên là dù nhỏ nhất, đúng không ạ? Dù nhỏ nhất chúng ta làm được điều gì cho cha mẹ chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cứ làm. Đấy, dù nhỏ nhất chúng ta cứ làm. Quý vị nhá. Vâng, dù nhỏ nhất chúng ta cứ làm thôi. À, để làm gì ạ? Cha mẹ chúng ta thì không thể chờ chúng ta thành công được. Đó, nên là chúng ta dù nhỏ nhất ngày hôm nay chúng ta làm được gì, chúng ta cứ làm. Phải không ạ? Và gì, chúng ta nói rằng là đừng để khi cha mẹ cần chúng ta chỉ còn giọt nước mắt. Và đừng để khi con cái chúng ta mong muốn thì chúng ta gì ạ? Có cái sự hổ thẹn, đúng không ạ? Chúng ta nhìn ra ngoài, đấy, con cái của những người giàu có, của những người thành đạt, của những người thành công, họ gì ạ? Họ lo cho con cái được những môi trường tốt, môi trường học tập tốt, họ cho trang bị cho con cái những kiến thức, những tư duy tốt. Đấy, thì sao chúng ta
cứ học hẻo hỏi, và chúng ta mong muốn chúng ta cũng vậy, đúng không ạ? Và chúng ta mong muốn chúng ta cũng cho con em chúng ta được những cái môi trường tốt, ngôi trường tốt, môi trường học tập tốt và những cái điều kiện tốt nhất, phải không quý vị? Và chỉ khi nào chúng ta làm được điều đó, chỉ khi nào chúng ta mới có thể thực hiện điều đó, chỉ khi nào chúng ta phải tìm cho mình một cái định hướng để tự do về tài chính, đúng không? Để tự do về tài chính thì chúng ta mới làm được nhiều điều. Đó, nên là gì? Đừng để cha mẹ cần, chúng ta chỉ là giọt nước mắt thương tiếc thôi, con thương lắm, con yêu lắm, con rồi khóc bù lu la lên, cái đấy nó không giải quyết được gì, đúng không ạ? Và đừng để con cái chúng ta cần, chúng ta chỉ còn sự hổ thẹn thôi. Đấy là chúng ta lại đổ lỗi, đúng không ạ? Chúng ta lại cáu gắt, chúng ta lại đổ lỗi, phải không ạ? Vâng, vâng, cảm ơn anh Tây Trúc. Cái app này thì có vẻ nó hơi đỏ đỏ, đúng không ạ? Không sao, cảm ơn anh. Vâng, quý vị thấy cũng không sao, đúng không ạ? Vẫn giảm bớt cái độ đẹp trai một tí thôi, đúng không ạ? Cảm ơn anh Tây Trúc. Và mình lần sau sẽ chọn cái app tốt hơn, đúng không ạ? Ok, thế thì để khi nào chúng ta tự do, chúng ta tự do về thời gian, chúng ta tự do về tài chính, đúng không ạ? Thì sao? Thì chúng ta mới làm được điều đó nha quý vị nhá. Và cái cách mà chúng ta ngày hôm nay, đấy, cách chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta chưa có kết quả, đấy, chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu về tài chính thì chúng ta phải thay đổi đi. Đấy, thay đổi đi bằng cách gì ạ? Chúng ta hãy tìm cho mình để một cái phương tiện, đúng không ạ? Một cái đòn bẩy để chúng ta đột phá về tài chính. Và chúng ta hãy tìm hiểu về kim tứ đồ, chúng ta thấy rằng là chỉ có đầu tư, muốn giàu thì bước sang góc độ đầu tư, mang tiền của chúng ta đi để cho doanh nghiệp vận hành, để tạo ra cho mình dòng thu nhập thụ động, đúng không quý vị? Vâng, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta hãy học theo cách của những người giàu trên thế giới là gì? Muốn giàu thì chúng ta hãy đầu tư và sở hữu cổ phần doanh nghiệp, đặc biệt là sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Đấy, và ngày hôm nay thì với cái việc mà Phủ chia sẻ chúng ta ấy, chúng ta nói với nhau, và rất là nhiều anh chị em có thể sau này ấy, chúng ta có tiền từ việc nhận cổ tức UT rồi, chúng ta có nhiều tiền từ việc gì ạ? Từ việc UT chào sàn, đấy, IPO liên kết trên sàn chứng khoán, hay là gì ạ? Lần đầu tiên công khai, đúng không ạ? Thì chúng ta có nhiều tiền rồi, nhưng mà chúng ta đi từ thiện, phải không ạ? Nhưng không bằng cách gì ạ? Ngày hôm nay, đấy, không bằng cách ngay bây giờ, quý vị, mỗi chúng ta sẽ là gì ạ? Sẽ là những người chia sẻ cơ hội. Chúng ta hãy đừng ngại ngần, chúng ta hãy nói chuyện đi ạ. Chúng ta hãy nói chuyện người thân yêu chúng ta, biết đâu đó, đúng không ạ? Biết đâu đó chúng ta sẽ giúp được ai đó, giúp được ai đó đang khát khao, giúp được ai đó đang mong muốn đi tìm kiếm cho mình một cơ hội để thay đổi cuộc đời, đúng không quý vị? Chúng ta đừng ngại nha. Đấy, giống như gì ạ? Phủ Bình đây thì cũng rất là mong muốn để các cái live stream để chúng ta đâu đó chạm đến ai đó để chúng ta lắng nghe được, và là gì ạ? Chúng ta sẽ đón nhận cơ hội này. Đấy, chúng ta hãy gì ạ? Đừng ngần ngại và chúng ta hãy tự hào, giống như Phủ Bình rất tự hào chứ không ngần ngại một điều gì. Vì sao ạ? Vì sao chúng ta lại ngần ngại khi mà chúng ta đang được đồng hành cùng với một nhà khoa học? Quý vị ạ, có bao nhiêu quý vị các bạn chúng ta đã gì? Chúng ta đã mơ ước được đồng hành với nhà khoa học chưa ạ? Có bao nhiêu quý vị các bạn có cơ hội được gì ạ? Được bắt tay hay là được gì ạ? Được gặp nhà khoa học chưa ạ? Mà đặc biệt gì ạ? Nhà khoa học rất nổi tiếng ạ. Có 200 các phát minh khoa học, 20 các cái bài báo, 200 các cái phát minh khác nhau như vậy. Chúng ta đã được đồng hành với nhà khoa học mà đã từng gì ạ? Là chủ nhiệm của hai dự án Liên Hợp Quốc chưa ạ? Từng là gì ạ? Thành viên của du hành vũ trụ Liên Xô. Chúng ta đã được gì ạ? Được hợp tác với nhà khoa học khi mà gì ạ? Ngài đã là gì? Đã đạt được những cái danh hiệu là top 100, đúng không ạ? Một trong các cái top 100 các nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của Thiên Liên Kỷ do Nga bình chọn. Hay là được công nhận là gì ạ? Công dân toàn cầu chứ ạ? Đó, chúng ta gì ạ? Chúng ta có tự hào khi mà chúng ta đang được hợp tác với một nhà khoa học rất là nổi tiếng, mà được gì ạ? Đức Đạt Lai Đạt Ma, một nhà tư tưởng Phật giáo người Tây Tạng, khi mà gặp ngài Anatoly Zhukin và phải thốt lên nói rằng là gì ạ? Xin chào người bạn đến từ tương lai chứ ạ? Và chúng ta có tự hào khi mà chúng ta được đồng hành với một nhà khoa học này, nhận được hai cái giải thưởng cực kỳ là danh giá, cực kỳ là uy tín. Đó là gì ạ? Giải thưởng Cỗ Xe Vàng, giải thưởng Golden Chariot chứ ạ? Đó, đúng không quý vị? Chúng ta phải tự hào lên. Đấy, bao nhiêu quý vị tự hào thì comment cho Phủ Bình con số 3 yêu thương được không ạ? Con số 3 đi ạ, để chúng ta cùng nhau tự hào. Chúng ta có tự hào, tự tin không ạ? Và chúng ta có hãnh diện vì chúng ta đang là gì ạ? Đang là nhà đồng sở hữu công nghệ, là cổ đông của một tập đoàn giao thông toàn cầu mà đang tạo ra một ngành, đúng không ạ? Và gì?
Ngài Suki đã nói rồi, và lần đầu tiên đúng không quý vị, luôn luôn là như vậy chúng ta nhé, lần đầu tiên trong lịch sử một ngành giao thông được tạo ra bởi những người dân bình thường, đó là người dân chúng ta đấy ạ. Vâng, rất nhiều con số 3 chúng ta tự hào đúng không ạ? Thế thì tại sao quý vị chúng ta không chia sẻ, tại sao chúng ta không dám nói câu chuyện này? Vì sao ạ? Chúng ta đang làm những việc thì nó rất là tuyệt vời đấy ạ. Chúng ta chia sẻ giá trị, chia sẻ thông tin đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị Hoàng Toan, cảm ơn anh Nguyễn Sao, cảm ơn rất là nhiều con số 3 yêu thương. Đó, tự hào phải không ạ? Và chúng ta hãy tự hào và chúng ta hãy gửi những lời biết ơn trân trọng nhất đến những ai đó đúng không ạ? Đã chia sẻ cơ hội cho chúng ta. Đấy. Và chúng ta gọi gì ạ? Hữu duyên. Đó. Hữu duyên thì chúng ta gặp nhau, hữu duyên chúng ta đón nhận cơ hội với nhau. Còn vô duyên thì dạo, vô duyên thì chúng ta lướt qua đời nhau đúng không ạ? Mặc dù thì có những cái vô duyên, cực kỳ vô duyên là như này. Có những cái vô duyên thì lướt qua đời nhau, nhưng có cái cực kỳ vô duyên bởi gì? Bởi cái tầm nhìn, đó, bởi những cái kiến thức, bởi những tầm nhìn, bởi cái tôi của chúng ta lớn quá thì nó là quá vô duyên. Đúng không ạ? Bởi cái gì ạ? Bởi cái sự gì? À, không thấu hiểu, đó, bởi cái việc là gì? Suy nghĩ tiêu cực nhiều, nó lấn áp được cái tích cực. Đúng quý vị? Đó, nhiều khi chia sẻ cơ hội là gì? À, không biết là chưa biết là người ta chia sẻ cơ hội đó thì mình được cái gì? Mình được cơ hội có, đây có phải cơ hội tốt hay không? Đây có phải là điều tuyệt vời hay không? Nhưng chúng ta lại nghĩ rằng, à, người này, người kia. Đó. Cô này, chú kia, anh nọ, chị kia, em nọ, em kia, chia sẻ họ được cái gì ở chúng ta? Không, như chúng ta, nếu như chúng ta nghĩ như vậy thì không bao giờ chúng ta có được những cái cơ hội gì tuyệt vời đúng không ạ? Và quý vị, chúng ta hãy nghĩ rằng là ngày hôm nay ai đó chia sẻ cho chúng ta cơ hội với UT thì đó là cái duyên chúng ta đón nhận nó hay không? Đấy là việc của chúng ta, nhưng chúng ta hãy cảm ơn, hãy biết ơn những người chia sẻ. Vì biết đâu đúng không ạ? Đây sẽ là thay đổi cuộc đời của chính chúng ta, của dòng họ chúng ta, của gia đình chúng ta. Đúng không ạ? Có một cái câu trong một cái cuốn sách rất là hay mà mình được đọc là gì ạ? Mình đọc rằng là gì ạ? Có thể đúng không ạ? Có thể chúng ta là một trong những người sẽ phá vỡ những cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói đấy. Đúng không ạ? Và với UT là như vậy, chúng ta sở hữu UT là như vậy, cổ phần UT là như vậy, chúng ta sẽ là người phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đấy, trong gia đình chúng ta, phải không ạ? Đó. Anh Hồ Cường nói là nếu đúng thì ai có 1 triệu cổ phần thì được nhận 2,5 tỷ đó, 2,5, 2,4 tỷ là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, ngày hôm nay chúng ta thấy ở Việt Nam cũng rất là nhiều công ty những cái năm cuối năm họ đã công bố chi trả cổ tức cũng rất là lớn ạ. Có những công ty chi trả cổ tức đến 5.000, rồi có những công ty 1.700, có những công ty gì ạ 85%, có nghĩa là gì ạ 8.500. Đó, với cái mệnh giá của Việt Nam là 10.000 đúng không ạ? Đến 85%, 8.500 thì quý vị thấy nó kinh khủng ạ. Rất là nhiều công ty Việt Nam chúng ta thấy. Và những cái câu chuyện từ xa xưa chúng ta đã biết rồi đúng không? Ngay cả cô Lễ Tân của Xiaomi cũng đã trở thành triệu phú nhờ sở hữu cổ phần của Xiaomi. Đấy, hay là gì ạ? Bác nhà máy hóa chất Đức Giang, bác vệ sinh cái nhà máy hóa chất ấy, cũng có 35 tỷ nhờ sở hữu cổ phần. Rất là nhiều những cái tấm gương chúng ta thấy rồi. Đấy thì cái câu chuyện sở hữu cổ phần như vậy, nhưng ngày hôm nay chúng ta đón nhận hay không? Đúng không ạ? Chúng ta đón nhận hay không là gì? Là của chúng ta, quyền của chúng ta. Chúng ta đón hay không thì 524 nó vẫn diễn ra và nó cũng đóng cửa, phải không ạ? Chúng ta không mong muốn thì trong 524 nó cũng sẽ đóng cửa. Quá trình gọi vốn chúng ta, lúc đó rồi chúng ta mong muốn để sở hữu cổ phần cũng không thể nào sở hữu được nữa khi mà tập đoàn đóng cửa rồi. Chúng ta có mong muốn hay không thì năm 2025 chúng ta đã có gì ạ? Sự tuyên bố rồi đúng không ạ? Nhận cổ tức. Đó thì nó rõ ràng như vậy rồi, chúng ta không phải bàn cãi nữa rồi. Đó nên là gì? Nên là ngày hôm nay chúng ta thấy ai đó chia sẻ cơ hội chúng ta hãy đón nhận và chúng ta trân trọng nó. Chúng ta gì? Chúng ta nghĩ rằng là mình được cái gì đúng không ạ? Vâng, mình được cái gì? Đấy, chị chia sẻ cho anh em nhà chị họ không thèm quan tâm, lại tỏ ra là coi thường đúng không ạ? Sau này chị không cho chúng nó một xu. Vâng, cái đấy là chúng ta thấy rằng là cái mỗi cái góc nhìn đúng không ạ? Mỗi cái góc nhìn của chúng ta khác nhau. Đấy, trong gia đình cũng vậy, bản thân Ngọc Bình cũng vậy thôi. Không chỉ riêng gì quý vị nhá, không chỉ riêng gì chị Chi nhá. Bản thân Ngọc Bình vậy thôi, người đã trực tiếp 2 lần sang trung tâm Muscai ở Dubai, ở Sara rồi, được trực tiếp 2 lần gặp nhà sáng lập rồi, đúng không ạ? Và để Ngọc Bình đọc cái này chút, Ngọc Bình chia sẻ không là trôi comment nhá. Anh Bình ơi, có người hỏi em là sao tài khoản của mình vào gì ạ? Ai cũng có thể mở được, chỉ cần biết tên và năm sinh, như vậy có an toàn không? Không phải quý vị nhá. Phương Dung nhá, không phải ai cũng vào được. Không phải là ai biết tên và năm sinh vào được thì cái này nó không đúng. Đấy, Ngọc Bình chia sẻ rồi, cái này nó không đúng.
tài khoản của chúng ta, Skywood Community của chúng ta cực kỳ là gì ạ? Bảo mật an toàn. Đấy, chúng ta gì ạ? Thông qua email và mật khẩu của chúng ta đặt nhé. Và chỉ chúng ta biết. Đấy, còn ai đó vào là gì? Do chúng ta bị dò dỉ cái thông tin thôi. Nhưng gì? Mỗi lần chúng ta đăng nhập vào tài khoản chúng ta thì sẽ có thông báo gửi về email. Đúng không ạ? Thông báo gửi về email cho chúng ta. Và gì ạ? Nếu như có phải bạn đăng nhập không? Nếu phải bạn thì bỏ qua thông tin này. Còn nếu không gì gì ạ? Nếu không thì sẽ bấm vào đường link này, họ sẽ khóa lại. Đúng không ạ? Họ sẽ khóa lại. Đó thì bảo mật của tài khoản ta cực kỳ an toàn. Và chúng ta có bảo mật Authent, đúng không ạ? Bảo mật hai lớp. Chỉ khi nào chúng ta gì ạ? Nhập 6 số Authent thì mới đăng nhập được. Nên là cái việc là ai đó nói là chỉ biết tên với lại cái gì đó, ngày tháng năm sinh vào được, cái điều đó là không đúng nha quý vị nha. Đấy thì trả lời cho bạn gì đó, bạn Phương Dung gì đó, phải không ạ? Vâng, nên là chúng ta yên tâm, chúng ta hãy bảo mật hai lớp, chúng ta không cung cấp thông tin email, mật khẩu thì không ai vào được chúng ta đâu ạ. Bảo mật Authent đi, 2FA đi. Ngọc Bình đã có video hướng dẫn chúng ta trên YouTube rồi đấy. Ok nhá. Thế thì quay trở lại câu chuyện thì gì? Ngay cả bản thân Ngọc Bình thôi, A Phủ Bình đã hai lần trực tiếp đến trung tâm USKY. Lần đầu tiên là gì ạ? Lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 3 năm 2022 đã trực tiếp đến USKY và được ngồi trên con tàu Uber 4 chỗ và đã được chứng nhận trên đường thử 400m và được gặp gỡ ngài Anatoly Zhutkin, đấy, chủ tịch tập đoàn. Và lần thứ hai là vừa rồi, đúng không ạ? Từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 10 năm 2023, Ngọc Bình cùng 28 anh chị em nhà tài trợ vốn, nhà đồng sứ công nghệ UT đã được sang bên Dubai, sang trung tâm USKY lần nữa. Đấy, và gì ạ? Vào ngày 13 tháng 10 đấy ạ. Từ 12 14 thì cái ngày 13 tháng 10 là đến trung tâm USKY, lại được gặp gỡ nhà sáng lập, được chụp ảnh rồi được gì ạ? Live stream. Đấy, chúng ta có thể thấy, đúng không ạ? Live stream thì không có điều gì có thể là, nếu như chúng ta gọi là video có thể cắt ghép, đúng không ạ? Những cái video, những cái video có thể cắt ghép được, nhưng live stream thì không thể nào, đúng không ạ? Nó là sự thật, nó trực tiếp, nó truyền hình trực tiếp như vậy thì quý vị thấy nào nó. Nhưng ngay cả bản thân của mình hai lần như vậy, đã đồng hành sang năm thứ 5 rồi, thấu hiểu tập đoàn, tìm hiểu rất là cặn kẽ thông tin từ cuối 2018 đầu năm 2019 đến nay. Nhưng tuy nhiên không phải những người thân của chúng ta đều am hiểu đâu ạ. Không phải ai cũng am hiểu, ai cũng đồng hành đâu ạ. Ngọc Bình cũng vậy thôi ạ. Không phải tất cả người thân Ngọc Bình đều đồng hành nhé. Nhưng tuy nhiên là phần lớn là cũng đã đồng hành, nhưng không phải ai cũng đồng hành. Có những người coi đó là chuyện gì, về cái góc nhìn của mỗi người khác nhau, đúng không ạ? Cái góc nhìn cá nhân của chúng ta khác nhau, chúng ta đánh giá cơ hội khác nhau, chúng ta ở môi trường khác nhau thì sao ạ? Thì chúng ta có cái đánh giá, cái nhìn nhận, cái phân tích, cái đón nhận khác nhau. Nên là quý vị cũng không buồn nhé, quý vị cũng không phải buồn vì người thân của ta không tin, nó là viển vông. Nhưng gì? Nhưng kết quả, phải không ạ? Chúng ta hãy comment đi ạ. Chúng ta hãy comment đi ạ. Kết quả sẽ là câu trả lời tuyệt vời nhất. Ngày hôm nay chúng ta có giải thích như thế nào thì giải thích. Nếu như họ không mong muốn đón nhận, họ tìm lý do, phải không ạ? Không muốn thì họ tìm lý do thôi. Họ không dám tin. Đã, A Phủ nói là họ không dám tin. Vì sao? Vì cơ hội UT nó lớn quá, đúng không ạ? Họ không dám tin vì cơ hội UT nó lớn quá, nó vượt ra khỏi cái sự hiểu biết của chúng ta đấy ạ. Ngày xưa chúng ta đâu biết đến UT, chúng ta đâu biết đến sở hữu cổ phần doanh nghiệp, chúng ta đâu biết đến gì ạ? Đầu tư nắm giữ sở hữu cổ phần là gì? Chúng ta đâu biết là gì ạ? Đâu biết là sở hữu cổ phần doanh nghiệp, đó là bí mật của những giới siêu giàu. Đó, chính xác em thân Việt. Kết quả là câu trả lời tuyệt vời nhất, nên chúng ta không phải nói gì. Đúng không ạ? Chúng ta không phải nói gì. Ok không ạ? Chúng ta không cần nói gì. Ngày hôm nay đối với A Phủ không nói gì nhiều. Ai đó mong muốn tìm hiểu, A Phủ chia sẻ. Ai đó mong muốn gì ạ? Có cơ hội, A Phủ chia sẻ. Còn ai đó gì ạ? Comment, ai đó chửi bới hay là ai đó gì, A Phủ không quan tâm. Được chưa ạ? A Phủ block, A Phủ xóa đi, không cần trả lời. Vì sao? Vì nó hiện hữu, nó rõ ràng và người có cơ hội là họ, đúng không ạ? Có cơ hội được nhận là họ, làm giàu cho họ. Đấy, thì làm sao mà chúng ta phải băn khoăn? Đúng không quý vị? Đấy, chúng ta đang gì ạ? Chia sẻ thông tin. Còn cái việc đón nhận là của họ, làm sao chúng ta phải băn khoăn? Vì người gì ạ? Người không may mắn là họ. Họ biết đến cơ hội này, nhưng họ bỏ qua, sau này sẽ là người lúi tiếc nhất, đúng không ạ? Còn đâu chúng ta đâu phải băn khoăn điều đó, quý vị nhá. Nên là gì? Ngày hôm nay chúng ta với một cái tâm thế ai đón nhận, khát khao, chúng ta chia sẻ những thông tin giá trị tuyệt vời. Đấy, với những ai mong muốn thôi. Còn những ai không mong muốn, comment rồi là
tiêu cực, rồi là gì ạ, xào lấu lại những cái thông tin, gọi là gì, xào xáo lại những thông tin từ rất là xưa rồi, để gì ạ, để tự che đậy, đúng không ạ, tự nói rằng đây là cơ hội ảo tưởng, đây là cơ hội viển vông, thì thôi chúng ta không cần phải quan tâm nữa, đúng không ạ, chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu để chúng ta phải quan tâm những cái đó làm gì. Hãy dành thời gian đó chia sẻ cho những ai gì ạ, đón nhận thôi, ok không ạ? Vâng, chúng ta hãy dành thời gian đó chia sẻ cho ai mong muốn đón nhận thôi, còn ai không đón nhận bỏ qua một bên, bỏ qua một bên đi ạ, không mất nhiều thời gian vào làm gì cả, à phủ bình vậy thôi, ai đón nhận bỏ qua, quan tâm đằng nào cũng vậy, họ không đón nhận thì con cháu họ sau này gì vẫn phải di chuyển, hay là bản thân họ sau này vẫn phải di chuyển trên công nghệ mà nó là mang cái tính tất yếu rồi. Cái giao thông gì ạ, giao thông thân thiện môi trường, giao thông gì ạ, giao thông tốc độ cao thì nó mang cái tính là tất yếu trong lịch sử rồi. Nó sẽ là một ngành giao thông sẽ thay thế những gì ạ, ngành giao thông đã lỗi thời rồi, đúng không ạ? Lỗi thời là gì ạ? Sử dụng nó gây ô nhiễm môi trường, nó gây nhiều tai nạn, phải không ạ? Rồi gì ạ, nó lỗi thời là gì ạ? Nó không hiệu quả trong việc vận tải hành khách. Nó lỗi thời là gì ạ? Nó không mang lại những cái giá trị lớn. Đó, nó không đáp ứng được thì nó lỗi thời. Và ngày hôm nay thì sao? Giao thông UT đang là lời giải cho các vấn nạn trên toàn cầu. Quốc gia nào cũng đang tìm kiếm, đang đau đầu tìm kiếm. Đúng quý vị? Vâng, đúng ạ. Quốc gia nào cũng đang gì ạ? Đau đầu về vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề gì ạ? Nóng lên toàn cầu, nó ảnh hưởng của môi trường, ảnh hưởng của gì ạ? Biến đổi khí hậu. Rồi quốc gia nào cũng đau đầu về vấn đề gì ạ? Tắc nghẽn, đấy, nó gây ra thiệt hại, nó mất tốn nhiều thời gian, gây thiệt hại rất là nhiều về kinh tế, đúng không ạ? Rồi quốc gia nào cũng đau đầu về gì ạ? Về tai nạn giao thông. Thì UET chúng ta là gì ạ? Là lời giải cho các vấn nạn đó, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy gì ạ? Đó có đi đúng xu hướng của thế giới không ạ? Thì chúng ta đang được đồng hành cùng với doanh nghiệp mà đang giải quyết những vấn nạn trên toàn cầu thì chúng ta có thắng lớn không ạ? Chỉ cần chúng ta đánh giá như vậy là chúng ta thắng lớn rồi. Đấy, như em thân Việt là rất tự hào, đúng không ạ? Rất tự hào đấy. À, Phủ Bình cũng rất tự hào. Em đã báo thấy tin tức là gì ạ? Tai nạn giao thông đau lòng, chính xác là vậy. Đặc biệt là gì ạ? Những ngày lễ Tết, đúng không quý vị? Đấy, chúng ta thấy hết sức là gì? Thương xót. Đấy, cái công nghệ nào nó ra đời mà nó giải quyết được những cái lỗi đau như vậy? Chỉ có UT ngày hôm nay, đấy, công nghệ UT chúng ta mới giải quyết được những cái vấn nạn như vậy. Chúng ta đều biết rồi ạ, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng điện gió, năng lượng điện tái tạo. Đấy, điện mặt trời nó thân thiện môi trường, không phát thải ra khí độc hại. Rồi ạ, công nghệ chúng ta là gì? Bánh xe thép trên đường dây thép. Đấy, nó không bị phát thải ra giống như là công nghệ bánh lốp, đúng không ạ? Mài mòn lốp cao su, khói bụi, rồi những nhà máy xưởng cao su, lốp cao su đấy quý vị. Công nghệ ta là gì? Bánh xe thép trên đường dây thép. Rồi sao ạ? Nó không gây tai nạn bởi nó đang áp dụng tự động hóa, đúng không ạ? Trí tuệ nhân tạo, AI vào đấy. Nó không gây ùn tắc giao thông vì nó đặt trên cao, nó không giao cắt với các tuyến đường khác, đúng không ạ? Và là gì ạ? Nó một mình, nó tuần tự như vậy, nó không giao cắt, nó không gây va chạm, và gì ạ? Nó lập trình sẵn đấy, như vậy. Và các cái trụ đỡ nhỏ gọn, thanh mảnh, không chiếm nhiều diện tích. Đấy, 1 km xây dựng bằng UT chỉ chiếm có 100 m² đất thôi, chúng ta thấy không ạ? Và những cái khoảng cách trụ có thể kéo ra đến 2-3 km để nó vượt qua những cái chướng ngại nước đầm lầy, ao hồ, sông suối. Và đặc biệt công nghệ chúng ta gì ạ? Chúng ta gọi gì ạ? Bất chấp mọi thời tiết, được không ạ? Chúng ta có thể comment ạ, UET bất chấp mọi thời tiết. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Ví dụ như vừa rồi những cái trận lạnh ấy, lạnh rất là lạnh ấy, thì những cái giao thông truyền thống không thể di chuyển được trên những cái đường băng, đúng không ạ? Đóng băng, băng tuyết như vậy. Giao thông truyền thống không di chuyển được trên những đường đóng băng tuyết như vậy. Nhưng UT nó trên cao nó vẫn chạy được bình thường, đúng không ạ? Băng tuyết không ảnh hưởng gì. Rồi là động đất, rồi là sóng thần cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, chịu được động đất lên đến 12 độ Richter. Chính xác là bất chấp mọi thời tiết. Rồi mưa bão, có thể trong cái tuyến đó một trụ có thể bị gãy nhưng nó không bị sập toàn bộ, quý vị nha. Nó hay là như vậy, đúng không ạ? Ví dụ là cái trụ đỡ của cái tuyến đường của chúng ta, một trụ mà bị ảnh hưởng mà nó gãy nhưng nó không bao giờ nó bị sập hẳn, nó vẫn di chuyển được. Đó, đấy là vấn đề gì ạ? Bất chấp mọi thời tiết. Nóng như gì ở UAE còn xây dựng được, lạnh như ở Beirut cũng xây dựng được. Hay là gì ạ? Những triển vọng phát triển ở gọi là viễn bắc của Nga, chúng ta thấy triển vọng về giao thông, đặc biệt là gì ạ? Về vận tải. Đặc biệt là vận tải gì ạ? Đặc biệt là vận tải về
hàng hóa, quý vị ạ, chúng ta vẫn bất chấp mọi thời tiết, ok không ạ? Nên là gì? Đây là cái tiềm năng công nghệ quốc tế của chúng ta, đó là sản phẩm độc đáo, là cạnh tranh trên thị trường toàn cầu là như vậy. Nên là chúng ta đang đồng hành cùng với một doanh nghiệp đang tạo ra một sản phẩm gì ạ, mang cái tính đột phá về công nghệ như vậy, thì chúng ta có thắng không ạ? Theo quý vị, chúng ta thắng không ạ? Đấy, chúng ta là sản phẩm giao thông thì nó không phải là mới, giao thông nó đã có rất là nhiều năm trước, hàng trăm năm, hàng nghìn năm trước rồi, nhưng sao ạ? Nhưng chúng ta đang đi đầu một lĩnh vực giao thông mới, đấy, giao thông thân thiện môi trường, đúng không ạ? Thì chúng ta thành công ạ. Vâng, hello anh Lương Bá Phương. Vâng, một là nhà đồng sở hữu công nghệ, cổ đông cực kỳ tâm huyết, một là bác sĩ quân y, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên là anh Phương đấy cũng đam mê UT giống như Phổ Bình đấy. Anh Lương Bá Phương hay có những video dịch rất là hay, đấy, chúng ta hãy gửi những lời biết ơn đến anh Lương Bá Phương giúp cho Phổ Bình, được không ạ? Những video cực kỳ hay được dịch ra, đấy, dịch ra và gì ạ, Ngọc Bình biết là cũng là gì, trí tuệ nhân tạo đấy. Chúng ta đang nói về trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm nay chúng ta biết đến thông tin quốc tế, ngày hôm nay chúng ta biết đến rất là nhiều thông tin nhờ gì ạ, trí tuệ nhân tạo, nhờ Google dịch, đúng không ạ? Nhờ bên Mỹ hay là bên Đức hay là bên Nga hay là bên Pháp hay là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, chúng ta đều có thể hiểu được nhờ gì ạ, trí tuệ nhân tạo, nhờ Google dịch rồi đó, đúng không ạ? Tuyệt vời, đúng không quý vị? Cảm ơn anh Lương và Phương rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh William Huy Hoàng đó, gửi những lời cảm ơn. Và quý vị không cần thiết phải tặng Ngọc Bình sao nhé, vì là gì ạ, vì Ngọc Bình chưa quy đổi được nên là phí của quý vị đấy nhá. Vì Ngọc Bình biết là mỗi lần quý vị tặng sao là tốn tiền, đúng không ạ, tốn tiền cà phê, nên quý vị không cần phải tặng Ngọc Bình đâu, vì Ngọc Bình chưa quy đổi được cái sao đâu, nên là chúng ta không cần tặng, chúng ta chỉ cần tặng tim, thả tim, thả like, comment là vui rồi, đúng không ạ? Đó, nên là Ngọc Bình cũng rất là cảm ơn những cái tình cảm của quý vị, nhưng không cần tặng sao nhé. Vâng, tặng sao không quy đổi được là phí, nó không chuyển được sang cà phê, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cảm ơn anh William Huy Hoàng. Ok, đó thì cái câu chuyện là như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đang đi đầu một ngành giao thông, nên là chúng ta có thành công ạ. Và chúng ta thấy gì ạ? Đây là cơ hội lớn đó. Đây là cơ hội lớn cho mỗi chúng ta. Và chúng ta đang tại thời điểm này thì cái sự thành công nó đang đến rất gần rồi. Nó không như cái thời điểm đầu tiên, từ ý tưởng, từ bản vẽ chưa có thực tế, cái thời điểm năm 2017, 2016, 17, 2015, đúng không ạ? 2015, 16, 17 nó không có gì. Đấy, thậm chí đó, nó trên bản vẽ, trên thiết kế, trên ý tưởng của nhà khoa học ngài Anatoly Zhukov, mà tất cả các nhà tài trợ vốn sớm họ đã gánh vác, gánh chịu rủi ro, họ tâm huyết, họ gì ạ, họ lựa chọn thông tin, họ dịch ra, cũng không có Google dịch như bây giờ đâu, rất là ít, đúng không ạ? Nhưng sao họ đã dịch ra thông tin cho chúng ta, và ngày hôm nay thì nó lại rõ ràng rồi, mọi thứ nó giống như là gì ạ, trải thảm đỏ cho chúng ta rồi. Đấy, anh Phương nói là bất chấp mọi thời tiết, đúng không ạ? Chính xác như vậy, nó bằng trí tuệ nhân tạo, bằng cảm biến radar, tầm nhìn, đúng không ạ? Tầm soát radar chạy, và gì, họ nhận biết được những chướng ngại vật có thể gì giúp cho con tàu chúng ta an toàn đó. Thì câu chuyện ngày hôm nay thì mọi thứ nó rõ ràng, chúng ta đang bước sang từ giai đoạn khởi nghiệp sang giai đoạn gì ạ, kinh doanh thương mại, và chúng ta có rất là nhiều đơn hàng, hợp đồng rồi. Nên là cái cơ hội ngày hôm nay Ngọc Bình nói rằng là gì, hãy trao nhau cơ hội còn hơn cho tiền. Như vậy ngày hôm nay quý vị được trao cơ hội, quý vị được trao thông tin, là chúng ta đang được trao rất là nhiều giá trị đấy ạ, những ai đó được nhận thông tin ngày hôm nay quý vị ạ. Và chúng ta hãy chia sẻ thông tin này cho ai đó, thì chúng ta đang gì ạ, lan tỏa mạnh mẽ. Vì đó, công nghệ rồi, internet rồi, phát triển rồi, đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ thông tin là chuyện bình thường. Nên tại sao chúng ta đừng hỏi lý do là à, cái cơ hội này tốt, tại sao không mang về cho cả họ đầu tư đi, tại sao chia sẻ làm gì, đúng không ạ? Thế thì đây không phải là cái thời kỳ gì ạ, kinh tế chia sẻ, không phải thời kỳ gì ạ, internet bùng nổ rồi. Giống như ngày xưa chúng ta thấy truyền thống, rất là nhiều ngành nghề giữ, gọi là giữ miếng, đấy, giữ gì ạ, giữ cái bí mật kinh doanh. Như ngày nay chúng ta hợp tác để phát triển, đúng không ạ? Quý vị đồng ý với A Phủ không ạ? Hello Bảo Minh, Vòng Kim Hải, đúng không ạ? Hello em, xin chào Lê Hương nhá. Đấy, thì trong cái quá trình A Phủ chia sẻ, quý vị có câu hỏi nào thì chúng ta gì ạ, chúng ta hãy đặt câu hỏi đây, A Phủ sẽ trả lời cho chúng ta. Đấy, thì ngày hôm nay thì tại sao ạ, chúng ta đang cận kề rồi, chúng ta đang cận kề rồi, thì tại sao A Phủ Bình nói là gì ạ, chúng ta trao nhau cơ hội còn quý hơn cho nhau tiền. Ngày hôm nay Ngọc Bình mà cho anh Lương Bá Phương tiền, thì ví dụ anh Lương Bá Phương mà lại gì ạ, chưa biết đến cái việc là gì, đầu tư nhân tiền hay tạo ra tiền hay giữ tiền, đúng không ạ, thì cũng hết, đúng không ạ? Hay là Ngọc Bình mang tiền cho em Bảo Minh, em Vòng Kim Hải, thì em Kim Hải cũng tiêu hết tiền. Hay là mang cho ai đó thì nếu mà chúng ta, cái đấy cũng là tuyệt vời, nhưng
không bằng cho nhau cơ hội đâu quý vị. Đúng không ạ? Không bằng cho nhau cơ hội đâu ạ. Đó, cơ hội là gì ạ? Cơ hội là để giúp cho chúng ta phải có đột phá tài chính. Đó, cơ hội là gì ạ? Cơ hội là giúp cho chúng ta cùng nhau giàu. Đó, và với UT là gì ạ? Là chúng ta cùng nhau giàu đấy ạ. Vâng, với UT là chúng ta cùng nhau giàu đấy ạ, chứ không phải ai giàu đâu, chỉ có ai đón nhận hay không. Vâng, em Phương Trần nói là liệu có sàn nội bộ sau khi kết thúc gọi vốn không? Thì cái này thì cũng chưa có cái thông tin chính thức của quỹ. Đâu ạ? Chưa có thông tin chính thức của quỹ. Nhưng mà Ngọc Bình cũng hy vọng rằng, đó, hy vọng rằng nếu như trước khi IPO thì có ra được cái sàn nội bộ thì cũng là một điều tuyệt vời, đúng không ạ? Thì cũng mong như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta chưa có cái thông tin chính thức. Và chúng ta chỉ gì ạ, đang trên cái góc độ thông tin là chúng ta đánh giá với nhau. Cái thời điểm chúng ta chuẩn bị gì ạ, khép lại gọi vốn thì cũng đang đến rất gần rồi. Mà Ngọc Bình có tính xa đi thì cùng lắm thì hết năm 2024 thôi. Đó chứ tính xa đi như vậy thì ạ. Ok không ạ? Vâng, tiền cũng còn nhỏ so với bạn cho cơ hội, chính xác như vậy. Cảm ơn Lương Lịch. Thương nhau, cho nhau cần câu, đúng rồi. Chúng ta thì cho nhau cái cần câu, chúng ta thì lại dạy họ cách câu cá nữa thì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta gì ạ? Bền vững, nó gọi là gì? Đầu tư giá trị là đầu tư bền vững là như vậy. Đúng quý vị? Tuyệt vời đúng không ạ? Ok. Vâng, thì cũng như đầu tiên Ngọc Bình đã chia sẻ cho chúng ta về cuối live stream, Ngọc Bình sẽ cung cấp cho chúng ta một thông tin vô cùng tuyệt vời. Đây ạ. Quý vị hãy comment con số 3 đi ạ, để Ngọc Bình chia sẻ một thông tin tuyệt vời. Để chúng ta cảm nhận được gì ạ? Cái sức nóng đúng không ạ? Chúng ta cảm nhận được cái việc là gì? Ngày hôm nay cái sự quyết định của chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ đánh dấu cái sự thành công của chúng ta đấy. Còn như chúng ta không ra được quyết định thời điểm này thì sao ạ? Có thể đúng không ạ? Một ngày nào đó chúng ta sẽ rất hối tiếc đấy, rất chi là hối tiếc. Vâng, cảm ơn. Hello Kim Xuyến. Cảm ơn số 3 Thùy Dung. Vâng, anh Chi, chị Trần Tám đó, chị Nguyễn Hợp đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Xin chào Mai Hảo, cảm ơn số 3. Đấy, số 3 là gì ạ? Chúng ta là lật ra là gì? Là trái tim yêu thương đấy ạ. Cảm ơn Nguyễn Văn Nhân. Xin chào Đào Quang Vinh ạ, Đoàn Quang Vinh đúng không ạ? Vâng, rất nhiều con số 3 tuyệt vời rồi đấy ạ. Ok ạ, thì đây ạ, Ngọc Bình sẽ chia sẻ chúng ta. Ok nhá, quý vị. Đây, xin mời quý vị. Đấy, chúng ta có nhìn thấy không ạ? Đây là một cái thông tin rất là mới, được anh chị em cũng đã chia sẻ trên Facebook rất là nhiều. Và đây khi mà A Phủ Bình đón nhận được cái thông tin này thì cảm thấy có một cái điều gì đó đúng không ạ? Điều gì đó rất là lớn. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đây là một cái thông tin, đó là gì ạ? Capital Club Dubai, có nghĩa là gì ạ? Câu lạc bộ Dubai đấy. Capital đúng không ạ? Bài học từ hội đồng 1.000 tỷ đô. Đấy, chúng ta thấy ghê không ạ? 1.000 tỷ đô. Đấy, và chúng ta thấy ở đây có tổng thư ký của gì ạ? UAE gì đây. Rồi được tài trợ bởi Session và nhiều đại sứ, tổng lãnh sự và giám đốc điều hành tham dự. Lời tôi rất là hân hạnh được điều phối. Đó. Thì ở đây chúng ta đang thấy một cái thông tin gọi là gì? Hội đồng gọi là gì? 1.000 tỷ đô. Đấy. Capital Club Dubai. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra? Anh Phương nhỉ? Đúng không ạ? Anh Phương nghĩ rằng là điều gì xảy ra khi mà Capital Club Dubai, hội đồng 1.000 tỷ, đúng không ạ? Rất là kinh khủng, phải không ạ? Vâng, anh Phương nói rằng là gì ạ? Ra quyết định và ủng hộ trong khả năng, đúng rồi ạ, chúng ta trong khả năng của mình, tuân thủ nguyên tắc đầu tư, đúng không ạ? Kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư, chúng ta gì? Theo tư duy logic, đấy, theo khả năng của chúng ta để chúng ta luôn luôn an nhiên. Theo cái khả năng, chúng ta hiểu biết càng sâu về UT thì tài sản của chúng ta càng lớn, phải không ạ? Sự tin tưởng, niềm tin ra càng lớn. Vâng, Capital Club Dubai được CNN đánh giá là một trong 10 câu lạc bộ đầu tư VIP nhất thế giới. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Hội đồng 1.000 tỷ thì cũng là VIP rồi, quá VIP rồi. Và cái ông 1.000 tỷ này, điều gì xảy ra khi mà ông đang chuẩn bị gì? Hội ngộ đúng không ạ? Tại một cái sự kiện cực kỳ lớn. Đấy, thì điều gì xảy ra khi mà các cái quỹ lớn họ vào cuộc? Và gì, chúng ta được lưu ý rằng quỹ của chúng ta Skyward Community là quỹ đang gọi vốn crowdfunding, gọi vốn cộng đồng cho tập đoàn chúng ta. Nên nếu các quỹ lớn vào cuộc, đấy, đây là Ngọc Bình đang trên góc độ phân tích nhé, trên góc độ phân tích của Ngọc Bình, nếu các quỹ lớn vào cuộc thì chắc chắn
Tập đoàn sẽ để gì ạ? Chắc là phải thông qua cái quỹ gì? Thông qua cái quỹ SWC đúng không ạ? Chứ họ chưa chắc đã trực tiếp được vào với tập đoàn. Đó, thì đây là cái góc độ phân tích của Ngọc Bình nhé. Còn quan điểm quý vị như thế nào thì quý vị cũng có thể là comment. Thì Ngọc Bình phân tích, đánh giá, chưa chắc họ đã được vào cuộc trực tiếp đâu. Có thể gì ạ? Họ thông qua quỹ của chúng ta. Và thông qua quỹ của chúng ta bằng cách nào ạ? Nếu như họ mong muốn đầu tư, họ mong muốn nắm một gì? Họ nắm mong muốn. Vâng, đại diện chính phủ ai thuyết trình, cảm ơn anh Nương và Phương đúng không ạ? Đại diện của chính phủ cơ mà. Thế thì Ngọc Bình muốn phân tích là nếu như cái quỹ này, chắc chắn nếu như họ không được phép trực tiếp đúng không ạ, vào tập đoàn, thì họ phải gì? Thông qua quỹ SWC thì điều gì xảy ra? Quý vị, đây là một cái góc độ để Ngọc Bình đánh giá thôi nhé, phân tích. Còn cái quan điểm quý vị như thế nào? Điều gì xảy ra khi mà quỹ thông qua quỹ SWC? Thì có phải chăng, Ngọc Bình đây đánh giá, có phải chăng một đợt gì ạ? Một đợt mua lại cổ phần của chúng ta, hay có phải chăng một đợt nào sở hữu cổ phần cho những cái đối tượng lớn tuổi chẳng hạn, giống như là 2018, 2020 chẳng hạn, từ trên 70 tuổi đấy. Có phải chăng nhớ nhưng họ mua lại thì sao ạ? Nhưng không phải với giá một đô, đúng không ạ? Không phải giá một đô thì sao quý vị? Đấy, điều gì xảy ra? Đây là cái cách phân tích. Còn nếu họ gì ạ, là một cái câu lạc bộ đầu tư trực tiếp vào OT thì sao ạ? Thì trong hai khả năng đó thì khả năng đóng cửa cũng rất là sớm. Đấy, Ngọc Bình rất là theo đuổi cái thông tin này và đón chờ thông tin sự kiện này cực kỳ lớn, đúng không ạ? Vâng, hello anh Cường Lê. Vâng, hello anh Hà Thịnh nhá, rất là cảm ơn anh. Đó, đấy thì là cái phân tích như vậy. Đấy, chúng ta thấy cái phân tích như vậy nhá. Ok đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái cách mà một cái hội đồng 1.000 tỷ như vậy, chúng ta thấy không ạ? Và ở đây thì có một cái thông tin chúng ta cũng sẽ thấy ở đây rất là hay. Đó là thông tin vào ngày mùng 6. Đây ạ. Kinh khủng lắm quý vị. Quý vị chờ Ngọc Bình lấy thông tin nhé. Trong khi chờ đợi thì chúng ta có thể gì ạ? Chia sẻ giúp cho Ngọc Bình. Đấy, chúng ta thấy. Ok, đây là cái thông tin gì ạ? Ngày tới này thì có ngài Hussein. Đây ạ, đây là gì ạ? Ở đây trên hình ảnh quý vị đang theo dõi. À, bên tay phải ở đây thì chúng ta thấy là ngài Hussein Amamori. Đây là CEO của Sara Research Technology and Innovation Park, viết tắt là gì ạ? SATIP. Có là cái công viên công nghệ cao ở Sara đấy quý vị. Đó, và trong cái công viên này ấy, chúng ta có công nghệ U-Sky đấy. Và công nghệ U-Sky được cấp 28 hecta ở cái khu mặt tiền đắc địa nhất của cái khu trung tâm công nghệ cao này. Đấy, là công nghệ viết tắt là gì ạ? SATIP hay là gì? Sara Research Technology and Innovation Park đúng không ạ? Thì đây là ngài Hussein Amamori, là chúng ta được biết rồi, một nhân vật cực kỳ nổi tiếng rồi. Đấy, giám đốc đúng không ạ? CEO giám đốc của cái khu trung tâm này. Còn ở đây chúng ta thấy không ạ? Đây là một gì ạ? Xây đúng không ạ? Xây. Đấy, xây đây là gì ạ? Doc gì ạ? Doc Marit, đây là cái tiếng của Ả Rập khó đọc đúng không ạ? Aquasimi. À, thì chúng ta được biết là gì ạ? Xây là những cái giống như cái họ của hoàng gia đấy. À, bên Dubai, UAE là xây là những cái họ rất là cao quý, xuất thân hoàng gia đúng không ạ? Còn Aquasimi đây chúng ta đã biết rồi. Đấy, rất là nổi tiếng nhá quý vị nhá. Đây là xây, thì hai nhân vật này nổi tiếng thì sẽ có được một cái hội nghị. Đúng không ạ? Một cái hội nghị, và chúng ta thấy ở cái phần thứ 6 đây này. Transport và logistics đúng không ạ? Vận chuyển và gì ạ? Và logic đúng không ạ? Tức là trong cái vấn đề về vận chuyển đấy. À, ví dụ như là vận chuyển hàng hóa, đấy logic, ví dụ cảng biển, rồi là giao thông, đấy thì nó liên quan đến cái vấn đề logic, ví dụ là vận tải hàng hóa, rồi vận tải hành khách, rồi là những cái vấn đề về cảng biển, rất là nhiều vấn đề về giao thông đấy ạ. Vâng, cảm ơn anh Nương và Phương. Góc trên trái là Capital Club Dubai đó em ạ. À? À, chỗ góc trái chỗ nào ạ? Góc trái trên này anh Phương. À đây, đây, ôi rồi, ok, cảm ơn anh Phương nhìn. À, anh Nương với Phương nhìn tinh đây, ok đây. Hay quá nhỉ. Vâng, đây quý vị nhìn ạ, cảm ơn anh Phương đã nhìn rất tinh, Ngọc Bình chưa nhìn thấy chỗ này đâu ạ. Đây, chúng ta nhìn đâu ạ? Đúng rồi, Capital Club Dubai. Đấy,
gọi là gì, câu lạc bộ gọi là 1.000 tỷ đô, kinh khủng không ạ? Vận tải và hậu cần ạ, transport logistics đúng không ạ? Cảm ơn anh Lương và Phương nhé. Thế thì chúng ta thấy điều này tuyệt vời không ạ? Và nó sẽ diễn ra trong cái thời gian gần này đó. Ok, rất là tuyệt vời. Thì ở đây chúng ta đã thấy rồi, trong những cái thông tin thì chúng ta đánh giá là gì, cực kỳ tuyệt vời, hội đồng 1.000 tỷ đúng không ạ? Đây chúng ta thấy hội đồng 1.000 tỷ, được chưa ạ? Ok, tuần sau rồi đúng không ạ? À, anh Phương có, anh Lương và Phương có dành chút thời gian lên giao lưu với Ngọc Bình đúng không ạ, để có thể nói rõ hơn về sự kiện này đúng không ạ? Em xin mời anh Lương và Phương. À, bao nhiêu quý vị mong muốn được giao lưu với anh Lương và Phương ạ? À, chúng ta gọi là gì, hữu duyên chúng ta lên sóng với nhau. Và Ngọc Bình rất là muốn nghe cái sự đánh giá của anh Lương Bá Phương về cái thông tin vừa qua. Đó là gì ạ? Thông tin về một trong những câu lạc bộ, hay chúng ta nói là gì ạ? Hội đồng 1.000 tỷ. Và bao nhiêu quý vị mong muốn được giao lưu anh Lương Bá Phương ạ? Hãy comment tôi được không ạ? Anh Phương sẵn sàng không ạ? Anh Phương có những cái kiến thức rất là sâu về đào bới, có thể nói là đào bới những thông tin rất là chuyên sâu. Đặc biệt là gì ạ? Những cái thông tin về những thị trường, về những dự án thương mại, cũng như là gì ạ? Những phân tích rất là sớm. Đấy, anh Phương đấy, rất là nhiều anh chị em mong muốn được gặp anh Phương rồi. Em xin kết nối với anh Phương nhá. Anh Phương có thể kết nối với Ngọc Bình nhá, để anh Phương có thể đánh giá được không ạ? Ngọc Bình tìm anh Lương Bá Phương. Đấy, rất là nhiều anh chị em rồi đấy. Anh Phương lên sóng nhá. Rất là nhiều sự mong đợi. Và anh Phương có thể là chấp nhận cho Ngọc Bình đúng không ạ? Để Ngọc Bình mời Lương Bá Phương này. Lương Bá Phương này, quý vị chờ Ngọc Bình tí này. Lương Bá Phương. Không, anh Phương gửi cho em lời mời đi ạ, để cho nó nhanh đúng không ạ? Em tìm anh thì nó cũng hơi khó. Anh Phương gửi cho Ngọc Bình lời mời để tham gia yêu cầu livestream đi ạ. Rất là hay đúng không quý vị? Vâng, anh Phương có thể gửi cho Ngọc Bình lời mời đúng không ạ? Để Ngọc Bình chấp nhận. Ngọc Bình chưa tìm đấy anh Phương ở trên phần kết nối. Đấy, rất nhiều anh chị em, tôi rất thích nghe anh Phương chia sẻ cùng em Ngọc Bình ạ. Vâng, cảm ơn chị Trần Tám. Tôi thích bạn Lương Bá Phương đấy. À, anh gửi rồi ạ. Anh gửi mà Ngọc Bình chưa thấy nhỉ? Chưa nhìn anh Phương đâu nhỉ? Chúng ta chờ đợi Ngọc Bình kết nối thao tác một chút kỹ thuật nhé. Đấy, trong khi chờ đợi thì chúng ta hãy giúp chia sẻ đi ạ. Chưa nhìn anh Phương đâu mà chưa thấy kết nối được. Cũng chưa nhận được lời mời của anh Phương. Ồ, không thấy ạ. Vâng. Dù nhỏ bé nhưng em cũng cảm thấy mình may mắn khi biết và tin VT. Cảm ơn Kim Xuyến. À, Ngọc Bình hôm nay lại không nhìn thấy anh Phương ạ. À, anh Phương có thể kết nối lại được không ạ? Vâng, cháu chào cô Phan Lịnh nhá. À, không kết nối được anh Phương. Rất là mong để có thông tin từ anh Phương mà chưa kết nối được, nên có lẽ là Ngọc Bình lại tiếp tục solo đúng không ạ? Để hẹn anh Phương một dịp tới này. Anh Xuân ghét anh em mình. Cảm ơn anh Phương, anh mắc tóc Xuân anh ghét rồi, không cho anh Phương đi giao lưu rồi. Ok, thì trong những cái buổi sau, anh thấy mới nút kết nối rồi. À đấy ạ, anh bấm kết nối đi ạ. À đúng rồi, mất kết nối đâu, chính xác này. Em không nhìn thấy cái nút kết nối để yêu cầu. Thôi đành phải solo một mình vậy. Định mời anh Phương lên mà lại không được. Cảm
Cảm ơn chị Hoàng Toan. Ngọc Bình thì không kết nối được anh Phương hôm nay, chắc là chưa thể kết nối được đấy ạ. Ok. Vâng, không sao, đúng không ạ? Chúng ta lại tiếp tục và giao lưu với A Phổ Bình. Vâng, như vậy là gì ạ? Như vậy là trong thời gian gần đây thì những cái yếu tố để chúng ta có thể đánh giá rằng cái cơ hội để sở hữu cổ phần gốc ngày càng khép lại, đúng không ạ? Cái thứ nhất là gì ạ? Cái thứ nhất Ngọc Bình muốn chia sẻ với chúng ta là chúng ta đã chuyển từ giai đoạn startup, giai đoạn khởi nghiệp sang gì ạ? Business, giai đoạn kinh doanh, sản xuất thương mại quy mô nhỏ. Đấy là điều đầu tiên để chúng ta có thể gì ạ? Nghĩ đến việc chúng ta có thể khép lại vòng gọi vốn. Cái thứ hai gì ạ? Ngọc Bình đánh giá rằng để chúng ta có thể sớm khép lại là gì? Chúng ta đã có báo cáo kiểm toán năm 2023 là chúng ta tự cung tự cấp vốn và gì đạt được những cái lợi nhuận dương rồi. Cái yếu tố thứ ba chúng ta có thể đánh giá sớm có thể đóng cửa gọi vốn cổ phần gốc là gì ạ? Là chúng ta đã được công bố trong video của ngài Zuki cũng như là lộ trình của quỹ chúng ta đã công bố để gì ạ? Để nói rằng là năm 2024, đúng không ạ? Năm 2024 là chúng ta đang hoàn thiện những cơ sở pháp lý hạ tầng để năm 2025 trả thù lao. Đấy, trả thù lao cho các nhà đầu tư. Thù lao đây là gì ạ? Là cổ tức quý vị nhé. Đó, tức là bằng tiền mặt. Đấy, chúng ta đã có gì? Năm 2025 là nhận cổ tức bằng tiền mặt. Đúng chưa ạ? Còn gì ạ? Còn nhận bao nhiêu thì chúng ta sẽ có sự công bố. Như giống như Ngọc Bình vừa chia sẻ, có một cái thông tin cũng khá là đáng tin cậy. Biết đâu chúng ta nhận được gì ạ? 0,1 đô thì sao? Nhưng đối với Ngọc Bình nghĩ 200 đồng thôi. Đấy, luôn luôn thì nghĩ 200 đồng là thành công rất lớn cho chúng ta rồi. Đấy là cái yếu tố thứ ba chúng ta có thể là gì ạ? Khép lại cái quá trình gọi vốn. Cái yếu tố thứ tư ngày hôm nay thì quý vị thấy càng ngày gì ạ? Cái công nghệ của chúng ta. Đấy, càng ngày công nghệ chúng ta càng lớn mạnh bằng cái cách gì ạ? Các quỹ lớn họ bắt đầu họ vào cuộc và gì? Và Sara và UAE họ quảng bá rất là mạnh mẽ công nghệ chúng ta. Và không chỉ riêng Dubai nhé. Đấy, mà chúng ta thấy UAE rồi rất là nhiều các quốc gia họ đã quảng bá công nghệ chúng ta với gì ạ? Với mong muốn mang công nghệ về đất nước của họ. Ví dụ như chúng ta thấy gì ạ? GTA của Dubai là gì ạ? Cơ quan giao thông đường bộ của Dubai đã mang con tàu ta sang triển lãm ILOCHA Berlin Đức năm 2022, đúng không ạ? Rồi gì ạ? Rồi chúng ta thấy Bộ Giao thông Vận tải của Ấn Độ và gì? Đại diện đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Nitin Gadkari cũng đã ca ngợi công nghệ chúng ta như thế nào và có liên danh eSky Ấn Độ như thế nào rồi. 200 đến 250 các dự án và gì ạ? Triển vọng thể 500 dự án. Quý vị thấy không ạ? Đấy là những cái điểm mà chúng ta nhận là khi chúng ta có những dự án thương mại rồi thì có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được tiền từ các cái việc là ký kết hợp đồng thương mại, được ứng tiền hợp đồng rồi ứng tiền cái gì ạ? Chúng ta phải có đề xuất. Đó, đề xuất về phát triển tuyến đường này bao nhiêu km chạy qua rồi là chúng ta gọi là gì ạ? Nó đáp ứng được cái nhu cầu vận tải đó như thế nào? Nghiên cứu tổng hợp tiền khả thi như vậy và họ phải ứng tiền cho tập đoàn chứ ạ? Và gì ạ? Còn rất là nhiều điều mà chúng ta chưa biết ở đâu ạ? Cực kỳ lớn. Đó. Đấy như anh Phương nói là gì ạ? Vừa rồi tập đoàn Gala Dairy đã cam kết chiến lược quảng bá khắp các nước GCC vùng vịnh. Đó. Đây là một cái thông tin cũng rất là tuyệt vời. Và live stream trước Ngọc Bình cũng đã chia sẻ cho quý vị rồi đúng không ạ? Đó là gì ạ? GCC, các nước vùng vịnh đấy, trong đó có gì ạ? Oman đúng không ạ? Trong đó có cái gì ạ? Ả Rập Xê Út và Oman mà mình đã chia sẻ chúng ta rồi. Có một vị tỷ phú đúng không ạ? Đã sở hữu một cái giai đoạn 11,25 triệu đô, phải không ạ? Và Ngọc Bình cũng rất là may mắn đã được gặp vị tỷ phú này ở Dubai. Và gì ạ? Chúng ta được Ả Rập Xê Út với tham vọng xây dựng thành phố gì ạ? Jelai Leum, thành phố 170 km và đi từ điểm đầu đến điểm cuối thành phố chỉ mất nó chưa đầy 20 phút. Để chúng ta đã hình dung công nghệ gì không? Mà thành phố không khói bụi, không phát thải khí, đúng không ạ? CO2. Thành phố thân thiện môi trường, chỉ dành cho người đi bộ và giao thông gì ạ? Thân thiện môi trường. Chúng ta hình dung ạ. Đó. Đấy là trong một trong những cái nước nằm trong GCC vùng vịnh đấy. Oman, Ả Rập Xê Út, rồi gì ạ? Qatar, đúng không ạ? Những cái nước rất giàu vừa rồi chúng ta thấy tổ chức World Cup, phải không ạ? Rồi em cảm ơn anh Nương và Phương những thông tin tuyệt vời và chúng ta hãy follow. Chúng ta hãy follow anh Nương và Phương để chúng ta cập nhật những cái thông tin nhanh, chính xác và những cái phân tích đánh giá rất là sâu sắc. Đặc biệt là gì ạ? Một góc rất là nhanh nhạy, đúng không ạ? Nhanh nhạy về thông tin.
chỉ gì chỉ chi khi mà chúng ta đón nhận thông tin, khi mà chúng ta phân tích thông tin, chúng ta thấy một cái điều tuyệt vời ở trong đây, đúng quý vị? Đấy, anh Phương nói là các nước vùng vịnh là gì ạ? Diện tích là 2.500.000 km vuông, rất lớn đúng không ạ? Đấy, cả một cái thị trường bao phủ như vậy, và gì, và có những cái ký kết với ngài Anatoly Zhukin cùng với gì ạ, RTA đã nâng lên một cái chiến lược lên một tầm cao mới nha quý vị. Còn chúng ta chưa nói đến Indo, đấy, chúng ta chưa nói đến Peru đấy, rất là nhiều. Và biết đâu đó đúng không ạ, rất là nhiều thông tin ở ở USA đúng không ạ, ở Mỹ, rất nhiều thông tin tuyệt vời lắm quý vị. Ok, thì cái thời lượng live stream ngày hôm nay thì nó cũng tương đối dài rồi. Thì với live stream ngày hôm nay, Phổ Bình muốn nói rằng thực sự là hạnh phúc đúng không ạ, thực sự là may mắn, thực sự là hữu duyên, thực sự là duyên lành thì chúng ta biết đến UST. Phổ Bình rất là cảm thấy gọi là gì ạ, ưng cái bụng đúng không ạ, ưng cái bụng, rất là ưng cái bụng vì cái cơ hội này. Đấy, hữu duyên lắm ạ. Và gì, rất là may mắn cũng đã biết đến cái cơ hội này cuối 2018 và nắm bắt nó vào đầu năm 2019 đến nay. Thực sự là càng tìm hiểu càng yêu, càng tìm hiểu càng thấy tuyệt vời. Và gì, ngày hôm nay nó xứng đáng với tất cả những niềm tin của những nhà đồng sở hữu công nghệ. Đấy, nó xứng đáng với tất cả chúng ta đã gì, đã vượt qua được những cái khó khăn trở ngại, vượt qua được những cái eo xèo, vượt qua được những cái gì ạ, cái nhìn khác biệt, vì chúng ta đang nằm trong gì ạ, 20%, cái top 20%, đúng không ạ? Dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, phải không ạ? Dám đón nhận cơ hội, dám cho bản thân mình một cơ hội, dám chia sẻ cơ hội cho những người thân yêu, vượt qua rất nhiều trở ngại quý vị nhé, không phải không có đâu ạ, đúng không ạ? Vượt qua nhiều lắm ạ. Nên là chúng ta gì ạ? Tự tin, vì chúng ta đang gì? Chúng ta đang tự tin về sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp. Chúng ta đang tự tin vì gì ạ? Vì chúng ta đang có một nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn ngài Anatoly Zhukin đang dẫn dắt tập đoàn ta đấy, thành công. Ngài Zhukin không những là nhà khoa học mà là một doanh nhân quý vị nhé. Đó, là một nhà khoa học nhưng còn là một doanh nhân nữa, nên là cái việc lộ trình ngài đi, ngài quảng bá rồi xây dựng rồi ngoại giao rồi tất cả mọi thứ rất là giỏi. Và là gì ạ? Ngài Zhukin là bậc thầy. Đấy, chúng ta có một cái khía cạnh mà chúng ta chưa có thể là khai thác hết là gì? Ngài Zhukin là bậc thầy về bảo vệ sở hữu trí tuệ. Ngài đã đăng ký những văn bằng sáng chế khoa học của mình ở rất là nhiều quốc gia, trong đó có cả gì ạ? Đăng ký tại Trung Quốc có này, ở gì ạ? Ở Indo, ở Ấn Độ, ở gì ạ? Ở Pháp, ở Đức, rất là nhiều những cái sáng chế. Ngài Zhukin là gì? Bậc thầy về bảo vệ sở hữu trí tuệ. Chúng ta tuyệt vời không ạ? Và cảm ơn anh Nương và Phương rất là nhiều. Ok đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là gì ạ? Thông tin đã có, đúng không ạ? Chúng ta hãy lắng nghe, mọi chuyện nó đã rõ ràng. Đấy, tất cả nó đã bày sẵn lên rồi. Đón nhận hay không là quyền của chúng ta. Ngay cái việc gì ạ? Chúng ta mong muốn có cơ hội không là quyền lựa chọn của chúng ta. Không ai bắt buộc chúng ta cả, đúng không ạ? Nhưng chúng ta hãy gì ạ? Hãy cho mình thực sự nghiêm túc tìm hiểu đi ạ. Vâng, tìm hiểu đi ạ. Chỉ khi nào chúng ta nghiêm túc với cơ hội này, chỉ khi nào chúng ta đặt ra cho mình những câu hỏi đúng, những câu hỏi thông minh, chỉ khi nào chúng ta gì ạ, hạ cái tôi của mình xuống, đúng không ạ, thì sao ạ, thì chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta đón nhận thôi, đúng không ạ? Đấy là cái điều mong muốn của Phổ Bình trong live stream ngày hôm nay, nói rằng là gì ạ, cái cơ hội nó còn hơn trao cho nhau cái cơ hội, nó còn hơn là cho quý vị tiền đấy ạ. Bao nhiêu quý vị đồng ý với Phổ Bình thì chúng ta hãy để lại bình luận sau live stream nhé. Vâng, chúng ta có đồng ý với Phổ Bình là gì ạ, chúng ta trao nhau cơ hội còn quý hơn rất là nhiều bằng gì ạ? Cho nhau tiền đúng không ạ? Đó, và UST là cơ hội để đời cho chúng ta. Và UST là gì ạ? Là một cái cơ hội để thay đổi cục diện tài chính cho chúng ta về sau này và mãi mãi, đúng không ạ? Và sẽ tạo ra cho chúng ta những dòng thu nhập thụ động. Đó, đúng quý vị. Vâng, ok ạ. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi live stream của Phổ Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị và các bạn và gia đình chúng ta chuẩn bị, đúng không ạ, có một cái Tết Nguyên Đán đó, rất là an lành, thật là hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, rồi an khang thịnh vượng, phải không ạ? Và chúng ta còn gặp lại nhau trong các live stream để cung cấp cho nhau những thông tin vui. Và Vũ xin phép được kết thúc live stream đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những live stream tiếp theo. Vâng, xin chào.